Cô gái ngồi nghịch ngợm trên chiếc siêu xe của giám đốc. Nào ngờ lúc chạy trốn thì bị anh phát hiện. Đối phương hỏi cô là ai, tại sao lại làm vậy với xe của anh. Để không bị bắt lại, cô liền nhanh trí nói tiếng Hàn. Hiểu lầm thôi, cứ tưởng như vậy thì sẽ qua được ải. Nào ngờ giám đốc còn giỏi tiếng Hàn hơn cả cô, nhất quyết muốn giao lưu với cô. Còn không phải xong đời rồi sao? Cô vội vàng xin tha. Đây không phải là lần đầu hai người gặp nhau nữa. Cô là Thắng Nam, là truyền nhân thực tập đời thứ 3 của thần bếp. Nhưng vì cô là con gái mà bị vùi dập trong cái ngành đàn ông chiếm thế thượng phong, cô chỉ xứng làm mấy việc lặt vặt nhặt rau rửa khoai ở khách sạn 5 sao. Tuy không phải là đầu bếp có tiếng, nhưng cô có một món ăn sở trường sánh ngang với đầu bếp nổi tiếng, đó chính là cơm chiên bạt tai. Đồng nghiệp loa lớn của cô ngày nào cũng thòm thèm món này, liên tục tâng bốc cô để cô thương tình chiên cho cậu một bát. Loa lớn liên tục tâng bốc nịnh hót, Thắng Nam đành miễn cưỡng đồng ý, sau đó liền đến bếp phụ bắt đầu nấu. Nhìn đĩa cơm chiên màu sắc bắt mắt trước mặt, loa lớn xém thì chảy nước miếng, nhưng Thắng Nam đột nhiên kêu dừng, cô còn thiếu một gia vị nữa. Mà lúc này vừa hay loa lớn đi nhận một cuộc điện thoại. Nào ngờ dây điện trong nhà bếp lâu năm chưa sửa bỗng chốc bén lửa. Khi Thắng Nam trở lại thì lửa đã không thể nào khống chế được nữa. Cô hoảng loạn chạy đi lấy nước, thuận tiện dùng khăn bịt chặt miệng lại. Cùng lúc này, Lộ Tấn vì muốn mua lại khách sạn Tử Kim nên đích thân tới khảo sát. Không ngờ ngẫu nhiên nhìn thấy phòng bếp đang cháy. Anh quan sát xung quanh thì phát hiện một vòi phun chữa cháy. Thế là anh lập tức buông khí thế của một lãnh đạo xuống, nhanh chóng châm một cây xì gà, muốn kích hoạt thiết bị chữa cháy. Cảnh này vừa hay bị Thắng Nam quay lại nhìn thấy. Cô tưởng anh là cái tên đã phóng hỏa, liền bưng nước tạt lên người anh. Có phải do anh hút thuốc nên mới bị bén lửa ra nhà bếp không? Lộ Tấn không trả lời mà cầm lấy chậu sắt che lên đầu mình, bình tĩnh dùng bật lửa để kích hoạt hệ thống chữa cháy, rồi úp cái chậu lên trên đầu cô. Chuyện này nhanh chóng bị quản lý phát hiện, Thắng Nam bị gọi tới văn phòng ăn mắng một trận. Vốn dĩ chỉ tính trừ nửa năm lương của cô, nào ngờ lúc này quản lý nhận được điện thoại của cấp trên, thì ra Lộ Tấn vừa nãy là người đến mua khách sạn, bây giờ lại vì vụ cháy vừa rồi mà giá cả thu mua bị tuột dốc. Quản lý xả giận lên đầu Thắng Nam, thẳng thắn sa thải cô luôn. Lộ Tấn bực bội nếm thử thức ăn quản lý chiêu đãi, anh vốn đã rất kén chọn trong khoản ăn uống, cộng thêm vừa nãy bị sỉ nhục, lúc thử món lại càng kén chọn hơn. Cái món này ăn như đang nhai ni lông vậy, món chưa ngấm vị, sốt bị quá hạn, khiến cho quản lý và dàn đầu bếp rất váng đầu. Đúng lúc này loa lớn nhớ tới món cơm chiên bạt tai của Thắng Nam còn trong nồi, cậu thấy có thể thử một lần. Thế là quản lý khép nép bưng đĩa cơm chiên bạt tai lên, cứ tưởng sẽ bị trả về tiếp, không ngờ Lộ Tấn lại rất hứng thú với món này. Anh nếm thử một miếng, nháy mắt ăn đến rơi lệ, còn ăn sạch cả đĩa. Lộ Tấn muốn gặp vị đầu bếp này, quản lý chỉ đành nói dối rằng cô xin nghỉ phép năm rồi. Anh nghe vậy liền uy hiếp, xem ra giá cả thu mua khách sạn này cần giảm nữa. Quản lý vừa nghe đã thẳng thốt nói đơn xin nghỉ phép năm của đầu bếp bị hủy bỏ. Xui xẻo cứ nối tiếp nhau, Thắng Nam vừa mất đi công việc, tiếp đó chiều đệ bạn thân cô đi nhảy nhót ở quán bar bị lừa mất ví tiền. Cô có tấm lòng trượng nghĩa liền ra tay giúp đỡ. Theo thông tin của bạn thân, cô đến bãi đỗ xe tìm xe của tên đều cáng đó, trùng hợp thay đó là chiếc Ferrari của Lộ Tấn. Cô đang tính xuống tay lại cảm thấy lỡ như chiêu đệ không đáng tin, nếu cô bị cảnh sát bắt lại thì bạn cô nhất định sẽ vờ như không quen biết cô. Thế là cô liền dùng bột mì làm bẩn xe anh. Nhưng lúc này chiêu đệ gọi tới nói cô đã đến nơi rồi, sao không thấy Thắng Nam đâu. Một hồi ông nói gà bà nói vịt, Thắng Nam mới phát hiện mình nhận nhầm biển số xe rồi. Nhưng lúc này đã muộn rồi, Lộ Tấn đang dùng ánh mắt tử vong nhìn cô chằm chằm. Cô liền giả vờ thành người Hàn, nào ngờ Lộ Tấn thành thạo tiếng Hàn, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thắng Nam thấy mình không phải đối thủ của anh, chỉ đành làm nũng ra vẻ xin lỗi rồi muốn chuồn đi. Không ngờ Lộ Tấn là giám đốc nhưng lại có thủ tất báo, anh không định bỏ qua dễ dàng như vậy, còn lấy lý do báo cảnh sát để ép cô trở về xe, bắt cô làm lại những việc vừa rồi cô làm. Sau đó Lộ Tấn lấy điện thoại ra ghi lại hiện trường gây án. Sau khi có được chứng cứ, Lộ Tấn bảo cô đi tự thú. Thắng Nam thấy mình bị đối phương nắm thóp, chỉ đành bảo đảm với anh mình sẽ làm xe trở về như cũ. Kết quả bột mì bay tứ tung, Lộ Tấn sắp bị cô gái này ép điên luôn rồi. Anh muốn cô tránh xa mình một chút. Thắng Nam thấy vậy chỉ đành nói cô có thể đền tiền, do không có giấy, cô liền dí mặt lên kêu anh viết lên mặt mình, làm cho Lộ Tấn không biết phải làm sao. Thoáng chốc có chút cảm giác rung động. Sau khi hoàn hồn, anh để lại số điện thoại lên túi cô. Khi anh lái xe rời đi, cục bột mì trên xe rơi xuống người anh. Anh tức giận ném nó ra ngoài. Thắng Nam ấm ức đi tìm chiêu đệ nhờ giúp đỡ. Kết quả không ngờ đây là đồ bạn bè plastic. Cô vừa nghe đến tiền liền chuồn êm luôn. Không còn cách nào khác, cô tìm đến cậu mình. Cậu trách ngược cô sao lại chạy đi giúp chiêu đệ nữa rồi. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên Thắng Nam bị lừa rồi. Sau khi nghe nói chiếc xe đó là Ferrari, cậu cô liền quét cô ra khỏi cửa. Hôm nay là sinh nhật Lộ Tấn, một mình anh đơn độc ở trong khách sạn xa hoa không ai quan tâm. Anh đói đến đau cả bụng chỉ đành đứng dậy nấu mì ăn. Đây chính là pha nấu mì gói kỳ công nhất mà tôi từng thấy. Đầu tiên là nấu trong nồi 3 phút, sau đó đổ hết gia vị vào, rồi đổ thêm nước sôi, đậy nắp lại hẹn đồng hồ thêm 3 phút, tiếp đó đốt nến lên, rồi lặng lẽ
nói câu chúc bản thân sinh nhật vui vẻ. Kết quả trợ lý đột nhiên chạy vào cắt ngang hành động của anh. Nhìn tô mì sinh nhật của mình, anh không còn hứng thú ăn nữa, chỉ đành lái chiếc Ferrari ra ngoài ăn. Cùng lúc đó, Thắng Nam đến quán ăn lề đường tìm ông nội. Nào ngờ ông đã biết chuyện cô mới bị sa thải. Không cần đoán cũng biết là loa lớn nói. Ông nội khuyên cô đừng làm đầu bếp nữa, làm lâu như vậy rồi vẫn chỉ được làm việc lặt vặt. Nói xong lại nhét một cái lì xì lớn cho cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Lúc này ông bỗng muốn đi vệ sinh, trước khi đi còn dặn cô không được động vào bếp của ông. Kết quả ngay sau đó cô đã chuồn vào nhà bếp thể hiện tay nghề. Lộ Tấn đi theo chỉ dẫn tới quán ăn lề đường, phục vụ hồ đồ đem nhầm mì nghêu lên cho anh. Vốn tính từ chối nhưng thực sự thơm quá, Lộ Tấn không kiềm được ăn sạch sành sanh. Nghe được tiếng trong bếp vẫn đang làm đồ ăn, anh tính đi vào để gặp mặt vị đầu bếp này. Đầu bếp này đang đưa lưng về phía anh, động tác đeo tạp dề rất thành thục, khăn buộc đầu cũng được buộc chặt, cách cầm thìa vô cùng chuyên nghiệp. Nào ngờ đột nhiên ông nội đi vào, dọa Thắng Nam sợ hãi bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn bất cẩn làm rơi chiếc thìa xuống đất, vừa hay được Lộ Tấn nhặt được. Hôm sau, trợ lý mở cái hộp anh đặt thìa vào trong ra, nhưng bị anh trách móc không cho động vào, còn nói đây không phải là thìa bình thường mà là dày thủy tinh. Cùng lúc này Thắng Nam thất nghiệp đang uất ngồi trong nhà, đột nhiên bị tiếng gõ cửa thúc giục gián đoạn. Mở cửa thì phát hiện là tên loa lớn phản bội mình kia. Cậu xin Thắng Nam mau trở về khách sạn cứu cánh, vị khách phòng 1123 lại gọi món rồi. Mà Lộ Tấn lúc này đang sốt ruột ngồi chờ quản lý bê đồ ăn lên. Giờ miệng anh còn kén chọn hơn, chỉ ăn đồ do đầu bếp nấu cơm chiên bạt tay làm. Rất nhanh món cá hồi nướng phô mai đã được đưa lên bàn. Mới đầu Lộ Tấn còn ra vẻ thanh lịch chậm rãi thưởng thức, nhưng cá hồi thơm ngon quá hợp khẩu vị, anh liền quên sạch bách tất cả chuyên chú ăn. Khi quay trở lại, Thắng Nam vừa hoạt bát vừa tinh ranh, đứng đối đầu với quản lý cứ như sắp nổ ra chiến tranh vậy. Vô lại làm mình làm mẩy, gây chuyện, cái nào cũng được cô phát huy tối đa. Với tay nghề nấu nướng xuất sắc, nếu không kiêu ngạo ngẩng cao đầu thì đúng là có lỗi với số khoai tây cô gọt bao năm qua rồi. Lúc cần kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo lên. Hôm đó Thắng Nam đã mặc lên bộ đồ của đầu bếp chính, xưng hô cũng đổi thành đầu bếp cố. Không vì gì khác, chính vì khách hàng 1123 Lộ Tấn thích ăn món cô làm, mà Lộ Tấn liên quan đến việc bán khách sạn có thành công hay không, địa vị của Thắng Nam cũng cao lên không ít. Chưa đến một ngày ngắn ngủi, cô đã bước lên đẳng cấp khác. Ông cậu và chiêu đệ nghe nói Thắng Nam được thăng chức liền thuê khách sạn mở tiệc chúc mừng cô. Mấy người ăn uống no say thì làm loạn trong phòng. Lộ Tấn đang ở phòng bên không chịu nổi nữa, liền gạch chéo vào mục khả năng cách âm của khách sạn. Thắng Nam đã uống say đến bất tỉnh nhân sự. Ông cậu và bạn thân không đáng tin bỏ chạy mất, để một mình cô trả tiền phòng. Thắng Nam mơ hồ nhớ tới lời của cậu, người chúng ta cần cảm ơn nhất chính là 1123. Thế là cô chỉ đi một chiếc giày, loạng choạng đi đến ban công muốn nhảy sang bên kia, kết quả không cẩn thận rơi xuống. Lộ Tấn nghe thấy tiếng động liền đi ra xem, nào ngờ vừa mở cửa Thắng Nam đã xông vào. Nhìn kỹ lại thì ra chính là cô gái làm bẩn xe mình trước đó. Đồng thời Thắng Nam cũng nhận ra anh, vì quá kích động Thắng Nam đã phun rượu vào người anh rồi nằm xuống đất giả ngất. Lộ Tấn có gọi thế nào cô cũng không dậy, hết cách anh chỉ đành gọi điện cho Lễ Tân. Ai biết được Lễ Tân đã ngủ luôn rồi, thế là anh chỉ đành lấy gối tới tính gọi cô dậy lần nữa. Nào ngờ Thắng Nam liền cho anh liên hoàn cước, anh chỉ đành kéo cô lên giường trước, sau đó cởi áo ngoài đã bị làm ướt ra rồi đi tắm. Thắng Nam tưởng anh có ý đồ với mình bèn ngồi dậy tính bỏ chạy. Lộ Tấn nghe được tiếng động liền mở cửa ra xem, lại thấy cô vẫn còn đang say khướt. Anh lại kéo cô lên giường rồi tiếp tục đi tắm, kéo đi kéo lại cô vẫn không chịu tỉnh. Vừa hay trợ lý trở lại, mở cửa ra thì thấy cô gái mặc áo ngủ đầu tóc rối bù nằm trên giường, cùng với giám đốc đã cởi áo ngoài tay chân loạn cào cào. Chuyến này coi như xong, Lộ Tấn lắp bắp nói rõ nguồn cơn sự việc, giải thích tường tận rồi tiện tay chỉ về phía giường. Nhưng người trên giường biến mất rồi, cô gái này là ma hả, đến và đi như một cơn gió vậy. Sáng hôm sau Thắng Nam đi làm, phòng 1123 đã sớm giao món ăn bữa trưa cho cô, yêu cầu phải dùng rượu vang nấu ăn. Thắng Nam linh cảm bùng nổ, cô kết hợp bít tết lê, bồ câu, pudding, đồ ăn phong phú, màu sắc hấp dẫn, bày biện tinh tế, những tâm tư tỉ mỉ được cất giấu trong món ăn. Từng đĩa đồ ăn được đưa lên bàn, sự tò mò và mong đợi của Lộ Tấn đều được thỏa mãn, mức độ hài lòng tăng gấp đôi. Thế là anh yêu cầu được gặp nữ đầu bếp này, nhưng Thắng Nam sao có thể gặp anh được, bởi vì một khi gặp anh thì tiền đồ của cô sẽ bị hủy sạch. Thế là cô sắp xếp cho loa lớn thay mình gặp Lộ Tấn. Lộ Tấn hỏi tại sao cô không đích thân đến, loa lớn giải thích rằng là vì nữ đầu bếp sợ mặt mũi mình dọa anh sợ. Thắng Nam còn đặc biệt chuẩn bị một món ăn với nhiều ngụ ý. Ý cô là nếu anh thấy quả trứng này ngon thì không cần thiết phải gặp con gà chỉ biết đẻ trứng. Đầu bếp không tới, Lộ Tấn liền đích thân đi xuống dưới bếp. Loa lớn tình ý báo tin cho Thắng Nam biết, hai người gặp nhau ở hành lang. Cô quay đầu bỏ chạy, trong lúc hoảng loạn làm rơi khăn buộc đầu, Lộ Tấn nhặt lên rồi đuổi theo. Còn Thắng Nam thì thay bộ đồ khác và đeo khẩu trang lên, cứ tưởng không có sơ hở gì. Nào ngờ con cáo giả Lộ Tấn vẫn nhận ra cô, xé rách lớp ngụy trang của cô tại chỗ. Thắng Nam ngồi trong bếp âu sầu lẩm bẩm một mình, rốt cuộc mình có bị nhận ra không. Khi cô còn chưa nghĩ ra đáp án thì 1100
1123 lại gửi thực đơn cho cô, đòi phải làm 10 món. Hơn nữa toàn bộ đều phải dùng khoai tây làm và không cho phép ai giúp đỡ cô. Món này còn chưa làm xong thì máy truyền đơn lại không ngừng nhả thực đơn ra. Thắng Nam lấy lại tinh thần, binh tới thì tướng chặn thôi, chân đất không sợ đi dép, liều thôi. Thắng Nam bận đến hai chân không chạm đất, còn Lộ Tấn và trợ lý thì ăn hăng hái lắm, đứng xung quanh bàn thưởng thức món ngon, ăn uống no say. Lộ Tấn hẹn ông chủ khách sạn, đánh giá một phần danh sách, ép giá xuống rất thấp. Sau đó anh đi ra ngoài dạo cạnh hồ bơi, gọi cho Lê Mạn đang ở nước ngoài bàn về chuyện mua khách sạn. Thắng Nam ở trong nhà bếp mệt cả ngày cuộn người lại ngủ mất. Quản lý chê trách bộ dạng uể oải của cô, đuổi cô ra ngoài hứng gió cho tỉnh táo. Lộ Tấn đứng bên hồ, trong mắt Thắng Nam chỉ có thần tài bằng hơi siêu to thôi. Bên cạnh còn có một thần tài bị xì hơi đang nằm dưới đất. Cô mở nút bơm hơi bên, đập trúng Lộ Tấn đang đứng bên hồ. Bi kịch lại diễn ra. Hết cách, chỉ có nước xin lỗi thôi, xin lỗi không ngừng nghỉ. Trợ lý bày tỏ từ khi gặp Thắng Nam chưa có chuyện nào tốt cả. Đầu tiên là hất nước, rồi làm bẩn xe anh, phun rượu lên người rồi còn đẩy ông chủ xuống nước. Câu nói này làm Lộ Tấn tỉnh táo, nhớ tới hàng loạt chuyện trước đây, anh cảm thấy cô đang bám theo anh, tuyệt đối là có ý đồ, nhưng lại không nghĩ ra cô có mưu đồ gì. Chẳng lẽ là muốn được anh chú ý, rồi lại quyến rũ anh sao? Để thăm dò Thắng Nam, anh gọi một phần canh phù thủy. Thắng Nam thấy anh gọi món canh phù thủy thì rất không tình nguyện, lập tức quyết định thay bằng canh nấm, khiến cho Loa Lớn rất tò mò, hỏi cô tại sao không làm canh phù thủy cho khách. Canh phù thủy là canh các cô gái Roma dùng để bày tỏ tâm ý với người yêu, chính là mật mã giữa các cặp đôi yêu nhau. Canh phù thủy đổi thành canh nấm, đặt thời gian nấu xong Thắng Nam lại trốn đi ngủ một lúc. Nào ngờ Lộ Tấn ngồi ở phòng đợi lâu mà vẫn chưa thấy canh đâu, liền dứt khoát đi xuống phòng bếp xem, kết quả phát hiện phòng bếp không có ai hết, chỉ có một nồi canh nấm thơm phức. Anh không nhịn được múc một thìa nếm thử, phát hiện canh rất tươi ngon, sau đó lại nếm thử nấm trong nồi, không ngờ nấm cũng rất tuyệt vời. Ngay sau đó anh liền tứ chi run rẩy ngã xuống đất, tiếng ngã khiến Thắng Nam tỉnh dậy đi ra xem. Lộ Tấn uống phải canh nấm chưa nấu chín, tốt nhất là phải nôn ra, hiện tại quan trọng nhất là phải cứu người. Thắng Nam liền pha nước rửa chén đổ vào miệng anh, vỗ vỗ cho anh nôn. Lộ Tấn lật người lại nôn canh nấm ra, sau đó bắt đầu nhả bong bóng. Bỗng chốc trong không khí ngập tràn bong bóng xà phòng, không biết nên cảm thấy lãng mạn vì khung cảnh này hay là mừng vì Lộ Tấn đã thoát khỏi nguy hiểm. Hôm sau Lộ Tấn tỉnh lại nhìn video mình nhả bong bóng thì chỉ một lòng muốn đăng xuất, vừa mở cửa đã nghe được hàng loạt câu xin lỗi. Thắng Nam gấp gáp chạy tới, thành thục gập người xuống cao giọng xin lỗi. Khung cảnh khiến người ta nhìn mà thấy quen thuộc đến mức Lộ Tấn thấy thương cho bản thân. Anh tức giận bày tỏ không bao giờ muốn gặp lại Thắng Nam, không muốn ăn món cô nấu nữa. Quản lý thấy cô không còn giá trị lợi dụng nữa, bèn một lần nữa đuổi việc cô. Thắng Nam cũng rất tức giận, một nữ đầu bếp trẻ trung xinh đẹp như cô, chẳng lẽ còn sợ không tìm được công việc khác sao? Sau khi về nhà cô gửi CV khắp nơi, nhưng hơn nửa ngày trời chẳng có ai gọi điện thoại. Cô nhất thời nghi ngờ những khách sạn này đều không có máy tính sao? Khi cô đang đau lòng thì điện thoại đột nhiên kêu lên, cứ tưởng là điện thoại gọi tới phỏng vấn, kết quả lại là thông điệp cuối cùng của chủ nợ yêu cầu cô trả nợ. Thắng Nam hết cách chỉ đành đến quán ăn mượn ông nội tiền. Ông hỏi cô muốn mượn bao nhiêu? Thắng Nam giơ năm ngón tay ra, ông tưởng là 500, ai ngờ lại là 50 đô. Ông biết cháu gái mình lại bị đuổi việc thì vô cùng tức giận. Thắng Nam vội vàng chạy tới làm nũng. Cuối cùng ông đồng ý cho cô ở lại cửa tiệm làm phụ. Lương sẽ trả vào cuối ngày. Còn Lộ Tấn bên này từ sau khi ăn cơm do Thắng Nam nấu thì đồ ăn của các khách sạn 5 sao với anh mà nói như đang nhai sắp nến, trở nên cực kỳ nhạt nhẽo. Đến quán ăn anh từng đánh giá cao cũng chẳng nếm gia vị ngon nữa. Cái khẩu vị hiện giờ của anh đúng là bị Thắng Nam chiều hư rồi. Nhưng anh vừa mới nạt nộ người ta, chỉ có thể ôm bụng đói đi làm. Sau khi đói cả một ngày, trợ lý đưa giám đốc đi tìm quán ăn ngoài đường. Món nào anh cũng chê, lòng vòng một hồi họ lại đến quán ăn của ông nội Thắng Nam. Lúc này Thắng Nam đang nhân lúc ông nội đi vệ sinh, làm món mì nghêu trong nhà bếp. Kết quả bị ông phát hiện, ông cho rằng mình nấu ăn mấy chục năm, không thể để bị hủy trong tay đứa cháu gái này được, rồi đuổi cô ra ngoài, sau đó quay người muốn đổ mì đi. Nào ngờ Lộ Tấn gọi ông lại nói anh muốn ăn món này. Khi anh chuẩn bị ăn thì lại bị Thắng Nam cướp đũa đi, cố ý chọc giận Lộ Tấn. Cô nghĩ đều là vì Lộ Tấn nên cô mới mất việc, nên cô sẽ không cho anh ăn món mì cô làm. Hai người giằng co nửa ngày, cuối cùng Thắng Nam chỉ đành bỏ cuộc. Khi cô quay người đi vào nhà bếp thì lại nhìn thấy một tên côn đồ đang bắt nạt một gì ở gần đó. Cô vội vàng chạy lên giúp đỡ, còn Lộ Tấn thì thấy hơi ồn nên đeo tai nghe lên. Đúng lúc này Thắng Nam cầm chai rượu lên đập vào tên côn đồ, không ngờ tên côn đồ tránh được, chai rượu phi thẳng vào sau gáy Lộ Tấn. Lộ Tấn đáng thương đến một miếng mì còn chưa được ăn đã bị uýnh ngất. Sau chuyện này Thắng Nam chạy về nhà, thu dọn hành lý chuẩn bị bỏ trốn, nhưng không ngờ trợ lý của Lộ Tấn đã đứng ở cửa nhà cô từ lâu. Sau đó cô bị trợ lý đưa tới phòng bệnh của Lộ Tấn. Từ xe đến bình hoa, từng chuyện một gộp lại, tổng tiền tổn thất tinh thần là
130 đô, làm cho Thắng Nam sợ hãi. Lộ Tấn cũng không phí lời với cô, lập tức kêu trợ lý liên lạc cho luật sư. Thắng Nam lúc này mới chịu xuống nước. Trợ lý nói nếu đã không có tiền vậy thì còn có một cách trả tiền tốt hơn. Nói xong liền lấy ra thỏa thuận nấu ăn trả nợ, cho thấy anh đã chuẩn bị từ trước. Hồi nãy nói gọi cho luật sư đều là để dọa cô thôi, mấy người làm sếp thì đều mưu mô thế sao? Thế là cô giao số điện thoại và địa chỉ nhà ra. Thắng Nam bắt đầu chuẩn bị bước lên con đường trả nợ. Hôm sau cô nhận được tin nhắn của Lộ Tấn, nói anh muốn ăn đại tiệc hải sản nhưng nguyên liệu quá đắt. Thắng Nam chạy tới quán ăn của ông nội vay nguyên liệu, sau đó liền tháo chạy. Lộ Tấn cũng theo địa chỉ Thắng Nam viết đến nơi cô sống, lại phát hiện đây là một con hẻm rất hỗn loạn, vừa vào không phải bị xe đâm trúng thì là bị quần áo chị gái kia phơi nhỏ nước xuống đầu. Khó khăn lắm mới tìm được tòa nhà Thắng Nam ở. Kết quả vừa bước vào đã bị vấp ngã. Đen đủi hơn nữa là khi lên lầu còn bị người đi qua đụng một cái, làm anh ngã ngồi vào thùng đựng cải trắng. Anh còn đang dùng sức để đứng dậy, kết quả anh phải xé thùng giấy ra mới đứng lên được. Nhìn cải trắng bị rơi xuống cầu thang, anh rất bất lực. Mình đến ăn bữa cơm thôi sao mà khó khăn quá vậy? Anh gõ cửa nhà Thắng Nam, phát hiện cô mặc một bộ đồ phục vụ tiêu chuẩn, lúc đứng chào tư thế đoan trang, cách để tay cũng rất chuyên nghiệp, thể hiện rõ thái độ làm việc, giúp anh treo áo rồi kéo ghế ra, cuối cùng trang trọng đẩy xe đồ ăn ra, giới thiệu chai rượu vang 58 đô mình mới mua. Đương nhiên sao anh có thể uống loại rượu đó? Không bao lâu sau có người đưa rượu đến tận cửa, một đĩa bột cua nhím biển sốt trứng cá, được bao bọc bởi làn khói trắng, hơi nóng phả lên, lại gần để ngửi, mùi thơm động lòng người. Lộ Tấn thỏa mãn hít dài một hơi, kêu Thắng Nam đừng có cầm khăn tắm đứng cạnh mình, làm anh thấy mình cứ như đến để trà lưng vậy. Sau bữa ăn, Lộ Tấn hài lòng lau khóe miệng. Lúc này Thắng Nam cầm hóa đơn tới, tổng cộng tốn mất 2.600 đô. Vẻ mặt anh không thể tin nổi nhìn Thắng Nam, cảm thấy một món ăn sao lại tốn những 2.600 đô. Thắng Nam liền giải thích tiền cơm là 500, phí phục vụ tính theo giá thị trường 20% lấy 600 đô. Tuy rượu là do anh mang đến nhưng phí mở chai là 20% giá rượu. Lộ Tấn bị Thắng Nam dùng chiêu trò lừa gạt, anh cầm áo khoác rời đi. Lúc đi Thắng Nam còn nhiệt tình chào tạm biệt anh, sau đó cô chạy tới nhà cậu mình ăn mừng. Tất cả đều là chiêu của cậu bày ra, tính ra mỗi bữa ăn hơn 2.000 đô, còn không phải là chưa tới vài ngày cô đã trả hết nợ sao? Nhưng cô đã đánh giá thấp IQ của Lộ Tấn rồi. Khi lần nữa tới ăn, Lộ Tấn không chỉ mang theo rượu mà còn dẫn theo trợ lý. Thắng Nam vốn muốn kiếm thêm một khoản nữa nhưng lại được thông báo rượu này không bán trên thị trường, cũng tức là không có giá, càng không cần cô mở nắp rượu nữa. Thắng Nam rất uất, lập tức tìm tới quân sư hỏi giờ phải làm sao. Cậu nhanh trí nghĩ ra kế sách, lấy thước dây ra đo cho Thắng Nam. Thế là ngày hôm sau, Thắng Nam mặc bộ đồ do cậu mình thiết kế. Lộ Tấn vừa nhìn đã phun sạch nước trong miệng ra. Thắng Nam mặc chiếc váy màu xanh, xõa tóc, dùng khẩu âm Đài Loan đáng yêu để đọc hóa đơn cho Lộ Tấn. Hôm nay đã làm những món ăn nào? Cô đã cung cấp những phục vụ gì? Tổng cộng hết bao nhiêu đô? Lộ Tấn ký vào hóa đơn, giá 4.000 đô đột nhiên biến thành 5.000. Thắng Nam đã ngang nhiên, tính cả tiền trang điểm làm tóc và phần phục vụ. Kết quả anh ký hóa đơn xong Thắng Nam liền thu luôn bánh ngọt đi. Trợ lý tìm hiểu được chuyện này thì nói đây rõ ràng là chiêu trò, nói Thắng Nam muốn dùng sắc đẹp để quyến rũ anh, sau đó lừa sạch tiền của anh. Lộ Tấn thẳng thắn nói không thể nào, nhưng rồi lại lập tức hỏi ý kiến trợ lý. Bữa cơm hôm sau, chiêu dụ dỗ thứ nhất, tặng hoa lãng mạn, kết quả mới mở đầu đã không thuận lợi. Đóa hoa hồng Lộ Tấn mới mua đã bị Thắng Nam lấy đi làm nguyên liệu nấu ăn. Chiêu thứ hai, đàn ông ngồi đọc sách dưới ánh nắng là đẹp trai nhất. Thế là hôm sau Thắng Nam đang làm cơm, còn Lộ Tấn thì lấy cuốn sách vờ như trầm ổn ngồi sau cô, còn cố ý nâng cằm lên ở góc độ đẹp nhất. Bộ dạng mát mát của Lộ Tấn khiến Thắng Nam chỉ muốn xút anh ra ngoài, lời nói không đuổi được. Thế là cô bỏ mấy quả ớt khô vào nồi, thấy anh vẫn không có phản ứng liền đổ một đống vào. Lúc này Lộ Tấn mới chạy ra ngoài, nhưng giết địch 1.000 hại mình 800, mùi ớt nồng nặc suýt nữa khiến cô bỏ chạy. Món ăn nhanh chóng được hoàn thành, Thắng Nam khen ngợi, anh Lộ quy mau, hoa hồng anh mua rất là tươi. Kết quả Lộ Tấn rất bất mãn với cái biệt danh này, Thắng Nam trêu chọc chẳng lẽ gọi là anh Tấn sao? Nói xong chính cô còn không nhịn được cười rộ lên. Khi thanh toán hóa đơn, Thắng Nam cầm cây kẹo hồ lô vừa gặm vừa đọc hóa đơn, thấy Lộ Tấn nhìn chằm chằm cây kẹo, cô đưa cho anh nếm thử. Kết quả vụn đường dính vào khóe miệng Lộ Tấn mà anh không hề phát hiện. Thắng Nam liền nâng cằm lên rồi lau cho anh, khoảng cách vô cùng gần. Lúc này nhịp tim của Lộ Tấn tăng nhanh, thấy mình sắp thành bên bị động, anh liền nói trên đầu cô cũng có vụn đường, sau đó cũng học đòi cô vờ phủi vụn đường, càng lau càng gần, cuối cùng dọa Thắng Nam chạy mất. Bữa ăn hôm sau, Thắng Nam trổ tài nghệ đánh đàn tranh cho anh. Lúc ký hóa đơn cô không tìm thấy bút, tìm thấy rồi thì lại không với tới. Lộ Tấn ở sau lưng cô dùng áo khoác trùm lấy cô rồi lấy bút giúp, làm gì có cô gái nào chịu được. Thắng Nam không có tiền đồ mà ngửi mùi của anh. Giám đốc thấy mình đã nắm được thóp Thắng Nam, liền tâm cơ tiếp xúc cơ thể nhiều hơn. Thắng Nam trông như sét đánh trên đầu, chạy về phòng trong ánh mắt châm chọc của Lộ Tấn. Nhưng trái tim thiếu nữ của cô mãi không thể bình tĩnh, vốn dĩ muốn mau chóng trả hết nợ, nhưng kết quả lại bại dưới chiếc áo của đối phương. Từ đó, Thắng Nam mất đi dũng cảm chiến đấu với anh. Vừa gặp được Lộ Tấn đã bị diệt cho không còn manh giáp. Không phải tính tiền sai món phải chủ
động miễn phí tiền ăn, thì là không cẩn thận đổ dầu lên người anh phải bồi thường. Tiến độ nấu ăn trả nợ sắp hoàn thành rồi, thắng nam hết lần này đến lần khác phạm lỗi, cuối cùng khiến tiến độ trả nợ về con số 0, triệt để rơi vào lốc xoáy tình yêu. Tối hôm đó, thắng nam ra ngoài đổ rác, Lộ Tấn lại phát hiện đèn hành lang không bật liền chuẩn bị đi cùng cô, sau đó cố ý giẫm chân lên gót dép của cô. Thắng nam đứng không vững liền ngã vào lòng Lộ Tấn, dưới sự tấn công như kẹo bọc đạn này, trái tim thắng nam từng bước hướng về phía Lộ Tấn, nhưng trong một cuộc chiến tình cảm, người nào nghiêm túc trước thì người đó đã định trước sẽ là người thua thảm bại. Hơn nữa thắng nam vì có thể chăm sóc Lộ Tấn mọi phương diện, cô không hề do dự dứt khoát từ chối cơ hội làm việc khó khăn lắm mới có được, nghiễm nhiên biến thành dáng vẻ của một bà nội trợ trong gia đình. Cô chuyên tâm rửa tay nấu ăn cho mình anh, còn Lộ Tấn thì ngồi ở chỗ thắng nam cảm nhận sự ấm áp khó có được. Trong quãng thời gian tiếp xúc với nhau, tình cảm của hai người cũng dần nảy sinh biến hóa. Nhà cô lần lượt nhận được rất nhiều hàng chuyển phát nhanh, hai người lấy tên Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn làm biệt danh. Có cảm giác như họ đang ngầm công nhận nhau vậy. Căn nhà được trang trí tinh tế hơn, mối quan hệ của họ cũng trở nên hòa hợp. Để tạo bất ngờ cho thắng nam, Lộ Tấn liền thay bóng đèn bị hư, thay vào đó là chiếc đèn chùm xa hoa. Thắng nam cạn lời, đèn to như vậy thì tốn tiền điện lắm đó. Cô vỗ vỗ vai Lộ Tổng, bất lực trở về phòng. Hôm sau, thắng nam đang làm cơm cho Lộ Tấn thì cậu của cô lại đến. Anh vốn muốn nhờ thắng nam làm người mẫu cho mình, thắng nam lại một lòng nấu ăn không thèm để ý anh, làm anh bực mình ngồi xuống sofa. Việc này dọa thắng nam sợ chết khiếp. Cô xông tới nói đây là thảm của Lộ Tấn, cậu bị cháu gái chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, thế là đi khắp nơi lật tung đồ của Lộ Tấn, lắc ly của anh, đọc sách của anh. Lộ Tấn đi mua tương về, quen thuộc chào hỏi với hàng xóm, tâm trạng vui vẻ thoải mái. Kết quả vừa về đã ngồi đối diện bàn với ông cậu, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ông chú chừng ông cậu, tranh đoạt xem rốt cuộc ai sẽ được thắng nam để mắt. Lúc này thắng nam vội vã đi vệ sinh nhờ cậu trông bếp giúp. Việc này khiến cậu có khí thế hơn. Đúng lúc này người đưa nước đến, nói phải quẹt thẻ nước. Cậu tìm nửa ngày cũng không tìm được. Lộ Tấn thì tự tin tìm được thẻ quẹt trên tường, như đang nói với cậu, mình mới là chủ của căn nhà này. Sau bữa tối Lộ Tấn nằm trên sofa nghỉ ngơi, thắng nam thấy anh đã ngủ, bèn lấy điện thoại ra chụp 360 độ không góc chết. Lúc này cô muốn chụp chung một tấm, thế là nhẹ nhàng bỏ tay Lộ Tấn ra. Khi cô dí sát mặt vào chuẩn bị chụp thì cánh tay Lộ Tấn động một cái. Thắng nam bất ngờ không cẩn thận hôn lên môi anh. Sau 2 giây sững sờ hai người hoảng hốt, một người vội tạm biệt, một người nói bị chiếc thảm vướng vào chân. Đợi Lộ Tấn đi rồi, thắng nam liền thưởng thức bức ảnh vừa chụp, nhớ tới nụ hôn vừa nãy thì kích động chân đạp lung tung, còn Lộ Tấn thì cũng nhớ lại nụ hôn đó. Tay bất giác sờ vào môi mình, tựa như còn đang cảm nhận độ ấm của môi thắng nam. Nhưng khi mối quan hệ của hai người sắp lên một bước tiến mới, thì đột nhiên một vị khách không mời mà tới xuất hiện. Người này chính là đối tác kiêm người yêu thầm Lộ Tấn, Lê Mạn. Cô không ý gì hết đã về nước rồi. Tham quan phòng của Lộ Tấn, đầu giường để một cái hộp đựng thìa, trên thìa khắc chữ cố, dưới đất còn có tờ sơ yếu lý lịch viết tên của thắng nam cùng với tấm ảnh mang theo nụ cười. Lộ Tấn đang ăn kẹo hồ lô ở khách sạn, bị đánh cho không kịp trở tay. Lê Mạn luôn là đối tác xuất sắc của anh, trợ giúp anh rất nhiều trong công việc. Mấy năm trước giữa bạn gái và Lê Mạn, anh đã chọn người sau. Công việc làm không tốt thì công ty chịu thiệt, bạn gái thì thích đổi lúc nào trả được. Lê Mạn thích bộ dạng lý trí và không sợ gì của Lộ Tấn, bây giờ làm bạn tốt. Lê Mạn thầm nhắc Lộ Tấn nơi này không thuộc về anh, nơi thuộc về anh là Thụy Sĩ. Đây chỉ là một lần công tác ngắn ngủi thôi, bây giờ công ty có rất nhiều việc đợi anh giải quyết. Khiến Lộ Tấn liền tỉnh táo lại, anh có chút không muốn về liền nói việc mua khách sạn bên này còn chưa tìm được quản lý thích hợp, vẫn đang trong quá trình tìm người. Nào ngờ Lê Mạn có chuẩn bị mà tới, sớm đã sắp xếp buổi phỏng vấn rồi và mua luôn cả vé máy bay để đi phỏng vấn. Thắng nam đáng yêu, nghịch ngợm hay thẳng thắn, xấu hổ, từng chuyện một đều tái hiện trong đầu anh. Phải tạm biệt tất cả rồi, mà trong điện thoại thắng nam vẫn đang nhọc lòng nghĩ xem xíu nữa anh muốn ăn gì, khiến anh không biết phải tạm biệt thế nào nữa. Cuối cùng Lộ Tấn vẫn hẹn thắng nam ra, mời cô ăn bữa cơm nói rõ ràng. Cứ tưởng Lộ Tấn muốn tỏ tình mình, nhưng không ngờ đối phương lại lạnh nhạt, nói từ nay hai người không ai nợ ai, sau này anh sẽ không đến nữa. Cô cũng không cần nấu ăn trả nợ nữa. Thắng nam cố kìm nén nước mắt, kiên quyết muốn cưa đôi tiền ăn hôm nay. Cô khóc chúc anh lên đường bình an, không ngoảnh đầu lại rời khỏi quán ăn. Ban đêm chiếc đèn thủy tinh Lộ Tấn lắp cứ sáng rồi lại tắt. Cậu bé nhìn nửa ngày, còn tưởng người ngoài hành tinh bị nhốt phát ra tín hiệu cầu cứu. Tiến lên nhìn thì phát hiện là thắng nam đang dùng cửa để đập quả óc chó. Cô nhìn chiếc đèn không nhịn được bật khóc. Sáng hôm sau thắng nam đỏ mắt tỉnh dậy. Cô có một thói xấu đó là mỗi khi tâm trạng không tốt thì sẽ đến chợ trả giá. Khi chị gái bán hải sản thấy thắng nam đen mặt đi tới, liền thì thầm với người bên cạnh kể cho người đó chiến tích của cô. Chỉ có một con cá thôi mà cô bê ghế đến ngồi trả giá nửa tiếng đồng hồ.
Vừa nói xong thì Thắng Nam đã đến sạp hàng của chị. Cô âm trầm muốn mua nửa cân tôm bạc đất. Bà chủ nhiệt tình hỏi cô có phải tâm trạng không tốt không. Thắng Nam kéo ghế tới liền muốn trả giá. Bà chủ liền bại trận cho cô cái giá thấp nhất. Sau khi về nhà, Thắng Nam nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ ở bên Lộ Tấn. Để chứng minh mình không hề thích anh, cô đóng gói hết đồ đạc của Lộ Tấn lại, sau đó vứt hết vào thùng rác. Trước khi đi còn tức giận đập nó mấy cái. Nhưng còn chưa đi được vài bước, Thắng Nam đã phát hiện mình dẫm phải thứ gì đó. Nhấc chân lên mới phát hiện là đống phân chó. Thắng Nam trở về nhà buồn bã xem tivi. Kết quả cặp đôi tình nhân trong tivi dám sâu ân ái trước mặt cô. Cô liền chuyển kênh phát hiện là cảnh cô gái bị đá. Cô tức giận tắt luôn cái tivi. Buổi tối cô từ ngoài trở về, phát hiện đèn ở hành lang không lên đèn nữa. Thế là cô bất cẩn dẫm vào vỏ chuối trượt ngã. Lê Mạn và Lộ Tấn bay đến Trác Châu. Khách sạn mới mua lại cần phỏng vấn không ít nhân viên. Công việc trở nên bận rộn, khiến Lộ Tấn không có thời gian nhớ tới Thắng Nam bị anh bỏ lại. Anh lật xem hình món ăn Thắng Nam làm trong điện thoại, lại nhớ tới món óc chó hổ phách cô làm riêng cho anh. Bây giờ đang được đặt chung với đống mì ăn liền, không biết thứ nào làm giảm giá trị của thứ nào. Bị ngã mạnh một cái đã khiến Thắng Nam bị thương không nhẹ. Cô ngồi ở quán ăn của ông nội, nơi nào xa cũng không đi được. Chiêu Đệ tới lượn một vòng coi như mình đã tới thăm cô, cầm luôn chai nước ngọt đi thẳng ra khỏi quán. Chiêu Đệ đi rồi thì người quen cũ tới. Lúc còn nhỏ Thắng Nam cãi nhau với ông nội, cô khóc lóc chạy ra khỏi nhà thì gặp Trình Tử Khiêm. Cô oán hận nói với anh rằng mình muốn bỏ nhà đi bụi, từ nay không quan tâm ông nội nữa. Trình Tử Khiêm giữ cô lại, dẫn cô đến nhà mình cùng cô ăn uống vui chơi. Bao năm trôi qua giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô, trông vẫn dịu dàng như vậy. Khi ăn cơm, trợ lý cố ý tiết lộ chuyện Thắng Nam bị ngã. Biết Thắng Nam xảy ra chuyện, Lộ Tấn liền dặn dò thư ký đặt vé máy bay sớm nhất về Tô Hải. Nào ngờ được thông báo vì nguyên nhân do có bão nên tất cả chuyến bay đều bị hủy rồi. Thế là Lộ Tấn liền chạy đến ga tàu điện ngầm. Kết quả tàu điện ngầm cũng bị hủy rồi. Hết cách, anh chỉ đành thuê một chiếc xe, ngồi trên chuyến đi 10 tiếng từ Trác Châu đến Tô Hải. Lộ Tấn dặn dò tài xế phải đến đúng giờ. Tài xế sảng khoái đồng ý. Nào ngờ nửa đường tài xế nhận được đơn đặt xe mới. Không phải khách điên cuồng hát hò thì cũng là ông chú say rượu, làm anh sợ hãi trốn vào một góc. Nửa đường lại có một chị gái nhiệt tình, thấy anh bôn ba đường xa thì quả quyết đoán anh là vì tình yêu. Thế là nhất thời hưng phấn, cô kể chuyện tình yêu của mình với chồng cho anh nghe. Hai người sống chung với nhau, anh tốt với em tốt với anh thích em cũng thích anh. Nghe được lời của chị, Lộ Tấn bất giác nhớ tới Thắng Nam. Lúc này chị gái mời anh ăn ngô, lúc này dường như anh đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Sau khi nhận ngô thì bắt đầu gặm từng miếng một. Tài xế thả Lộ Tấn ở ngoài ô tô Hải, do biển số xe của anh không thể vào thành phố. Nhưng anh đã sắp xếp em họ mình đưa anh vào thành phố. Lộ Tấn hết cách chỉ đành xuống xe, sau đó đã nhìn thấy em họ của tài xế còn có chiếc xe ba bánh cũ kỹ nữa. Mà bên này Thắng Nam và Trình Tử Khiêm trò chuyện một đêm, trời sáng mới đưa Thắng Nam về nhà. Kết quả Trình Tử Khiêm vừa đi thì Lộ Tấn đã chạy đến. Khi gặp nhau, nhớ nhung và oán giận trộn lẫn nhau, chiếm lấy trái tim hai người. Sự nhẫn nại của Lộ Tấn đã bay sạch trên con đường anh tới đây rồi. Anh hỏi cô sao Trình Tử Khiêm lại xuất hiện ở đây. Thắng Nam lấy hết sự bình tĩnh hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì. Khi đó người muốn tạm biệt là anh. Bây giờ người quay lại giọng điệu chua lòm hỏi Trình Tử Khiêm cũng là anh. Đôi khi lời nói rất vô dụng, tình cảm họ rõ ràng đang tích tụ trong tim nhưng đều không nói rõ. Lộ Tấn nâng mặt Thắng Nam lên rồi hôn cô. Sau phút nhiệt tình thì lý trí cũng quay về, nói câu xin lỗi xong anh quay người rời đi. Anh tâm trạng rối bời gọi điện cho trợ lý. Cô độc ngồi trong biệt thự, cảnh sắc tươi đẹp nhưng không có lòng thưởng thức. Có lẽ là do anh bôn ba 10 tiếng đồng hồ nhưng lại bị mắng một trận, Lộ Tấn quyết định rời khỏi nơi này không trở về nữa. Còn Thắng Nam bên này thì đang đau lòng, lúc này lại nghe được tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì phát hiện là quản lý của mình. Quản lý nói là tới đây thăm cô, mà Thắng Nam vẫn canh cánh trong lòng chuyện quản lý đuổi việc mình. Còn đang muốn đóng cửa tiễn khách thì quản lý vội vàng lấy thư nhận việc với mức lương cao ra mời cô. Hôm sau trong phòng bếp, Thắng Nam mặc bộ đồ bếp chính lên người. Cùng lúc đó đơn hàng 1123 lại được in ra. Cô căng thẳng bưng đĩa đồ ăn lên, nhấn chuông cửa phòng 1123. Người mở cửa là người lạ, thì ra 1123 đã đi rồi. Bây giờ 1123 không còn là Lộ Tấn nữa, chỉ là một con số phòng xa lạ lại quen thuộc. Thắng Nam đưa cơm trở về đầu óc lơ lửng. Cô vào bếp là nhà bếp cũng hỗn loạn theo. Loa lớn nói cho cô biết khách sạn đổi thành Lộ Tấn làm ông chủ, giám đốc cũng đổi thành người mới rồi. Đúng lúc này giám đốc mới bước vào. Thắng Nam vừa nhìn đã nhận ra là Trình Tử Khiêm. Cô kinh ngạc kéo anh ra một chỗ không người, hỏi có phải chuyện cô quay về làm là do anh sắp xếp không? Tử Khiêm nói không phải anh, khiến Thắng Nam rất khó hiểu, mà không hề biết rằng chính là Lộ Tấn đã giúp cô. Từ miệng bạn thân biết được ngày mai Lộ Tấn sẽ đi, thì ra Chiêu Đệ đã sớm cấu kết với trợ lý, vậy nên cô nhận được tin tức rất nhanh. Chiêu Đệ còn cố ý nói, Lộ Tấn phải ngồi xe taxi 10 tiếng đồng hồ, trên đường chịu không ít khổ, trên người còn dính hạt ngô. Nghe đến đây Thắng Nam kinh ngạc ngồi dậy, thì ra anh vì cô mà đã chịu nhiều ấm ức như vậy. Vậy mà cô còn nói lời khó nghe với anh. Cho đến lúc này cô mới ý thức được mình không nỡ để Lộ Tấn rời đi. Thế là Thắng Nam hỏi Chiêu Đệ rốt cuộc cô nên làm sao đây. Chiêu Đệ liền khuyên cô,
thích thì theo đuổi đi. Thế là nhờ lời kiến nghị của Chiêu đệ, cô dụng tâm làm một món ăn giữ anh lại. Mới sáng sớm tháng năm đã làm xong món canh phù thủy, đổ vào bình giữ nhiệt rồi xuất phát đến biệt thự. Cả đoạn đường ôm bình giữ nhiệt không rời. Khi cô đến nơi thì đã chậm một bước, Lộ Tấn đã xuất phát đến sân bay rồi. Cô không kịp oán giận thì lập tức chạy đến sân bay. Lộ Tấn lúc này thì đang đi lòng vòng quanh hẻm, chỉ để gặp Thắng Nam một lần, nhưng đi 6 vòng vẫn không gặp được cô. Lộ Tấn chỉ đành bỏ cuộc, đột ngột chuyển đổi phương hướng, đương nhiên không đuổi kịp chuyến bay. Hành trình lại đổi thành đi tàu điện ngầm. Chiêu đệ lại gọi tới, Thắng Nam cuối cùng cũng chạy vào trong sảnh của tàu điện ngầm. Bên trong vắng vẻ khiến cô lạc lõng, thình lình một người từ phía vội chạy qua đụng vào lưng cô, canh phù thủy trong tay rơi xuống, nước canh đong đầy tình cảm của cô vãi ra đất, làm thế nào cũng không nhặt lên được. Nhưng lúc này một người đàn ông đi tới nhặt, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện đó là Lộ Tấn. Thì ra anh cũng không bắt kịp chuyến tàu điện ngầm, ngửi mùi canh phù thủy còn dư trong bình giữ nhiệt. Lộ Tấn hiểu tâm ý của cô, hai người nhìn nhau cười, nhờ vậy mà làm lành như ban đầu. Nhưng lúc này Lê Mạn lại xuất hiện, cô không mời mà đến, rửa tay nấu ăn cho Lộ Tấn. Nhìn canh phù thủy trước mặt, Lộ Tấn lập tức nói mình không thích hợp uống. Đúng lúc này Thắng Nam đột nhiên ôm bánh kem xuất hiện, bị Lê Mạn nói thành nhân viên giao hàng. Lộ Tấn liền giới thiệu Thắng Nam là đầu bếp xuất sắc nhất của khách sạn, mà không phải giới thiệu cô là bạn gái của anh. Lúc này Thắng Nam chú ý tới canh phù thủy trên bàn, nụ cười chợt tắt. Lê Mạn cứ mở miệng ra là lại gọi cô là đồng nghiệp, nghe chẳng có chút tôn trọng nào, nghe giống châm chọc hơn. Thậm chí còn đoạt bánh kem trong tay Thắng Nam và đưa cho cô một phong bì thù lao, khiến cho cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cả quá trình Lộ Tấn chẳng nói câu nào, nhiệt tình khó khăn lắm mới có được lại bị tạt cho một xô nước lạnh. Thắng Nam trở về nhà ấm ức khóc lóc, cô ầm ĩ lên giống như mình mới phải chịu ấm ức cực lớn. Cô tức giận rõ ràng Lộ Tấn nói mình chỉ ăn được món cô nấu, vậy mà mới quay đi cái đã để Lê Mạn bê canh phù thủy lên. Món khác thì cô mặc kệ, nhưng canh phù thủy là tượng trưng cho người yêu. Vừa nhớ tới Thắng Nam đã giấm dứt không ngừng khóc lóc. Buổi tối trong biệt thự, Lê Mạn làm món beef steak Wellington, Lộ Tấn nếm một miếng thấy mùi vị không ngon, thậm chí phải nói là tệ. Nhưng nể mặt Lê Mạn, anh chỉ nói mình không đói. Nhưng khi Lê Mạn bưng bánh kem Thắng Nam tặng, một con rùa với đôi mắt long lanh đang nằm giữa cái bánh. Lộ Tấn ăn rất ngon miệng, Lê Mạn thì không vui nổi, không ăn một miếng nào đã lên lầu nghỉ ngơi. Lộ Tấn nhìn con rùa nhỏ, gọi cái biệt danh Lộ Quy Mao mà Thắng Nam thường gọi, cười thật tươi. Một hôm khác, lãnh đạo thị sát tình hình khách sạn, Lộ Tấn, Lê Mạn và Trình Tử Khiêm cùng xuất hiện trong phòng bếp khách sạn. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc sang Thắng Nam, đương sự thì làm như không nhìn thấy ánh mắt của anh. Quản lý khen ngợi tài nấu ăn của Thắng Nam, Lê Mạn liền nhân thể mời Thắng Nam làm một món. Hai đĩa beef steak Wellington do chính tay Thắng Nam làm, cùng nguyên liệu cùng cách làm nhưng Lộ Tấn lại ăn rất ngon. Lê Mạn chỉ cắn một miếng đã buông dao xuống, gọi Thắng Nam ở dưới bếp lên. Từng câu hỏi cách làm và nguyên liệu cô dùng, Lê Mạn không công nhận việc Thắng Nam dùng nấm hương bản địa để phối với thịt bò. Nói phối như vậy hoàn toàn không phù hợp, nói ra nói vô như ám chỉ cô không xứng với Lộ Tấn. Nghe quản lý nói Thắng Nam tốt nghiệp trường Le Coq Dong Bleu thì lập tức nghi ngờ học vấn của cô. Chuyện rất dễ hiểu, Lê Mạn đến để lập uy với cô. Thắng Nam không nghe cô ta phí lời, chỉ nói một câu, món ăn ngon quan trọng nhất là phải tươi, nấm hương bản địa tươi hơn nấm hương nhập khẩu. Sau tranh chấp, Thắng Nam trở về phòng bếp, mặt không cảm xúc cầm hai con dao chặt nguyên liệu. Sau đó Lộ Tấn đến tìm cô, cứ tưởng là để an ủi cô, nhưng không ngờ anh đến là để bào chữa cho Lê Mạn. Nói Lê Mạn đơn thuần, vừa nãy chẳng qua chỉ là hỏi cách làm món ăn thôi, kêu cô không cần phải có địch ý với Lê Mạn. Nghe được lời này, Thắng Nam càng tức giận hơn, liền cãi nhau với anh. Lộ Tấn hoàn toàn không hiểu tại sao Thắng Nam lại tức giận, cảm thấy cô không chịu nói lý, không có logic. Còn logic Thắng Nam kiên trì chính là, Lộ Tấn ăn món cô làm thì không được ăn món người khác làm nữa. Với cô mà nói chuyện này không khác gì một chân đạp hai thuyền cả. Lúc này chênh lệch địa vị của hai người bắt đầu thể hiện rõ. Một bên là giám đốc cuộc sống cao sang xài tiền như nước. Một bên là một đầu bếp nhỏ sống trong con hẻm nhỏ. Cách biệt lớn như vậy rốt cuộc phải dùng thứ gì để duy trì mối quan hệ đây? Từ lúc hai người cãi nhau chẳng mấy vui vẻ, Thắng Nam liền cảm thấy họ sẽ không còn dây dưa gì nữa. Nào ngờ cô ra ngoài vứt rác, nghe nói cách vách có một hàng xóm mới chuyển tới. Còn thấy lạ sao không thấy động tĩnh gì hết. Sau đó cửa cách vách mở ra, người đứng bên trong chính là Lộ Tấn. Lộ Tấn là hàng xóm mới đến tặng cô món bánh bà xã làm quà gặp mặt. Bước tiếp theo chính là cầm túi nguyên liệu đi vào trong mượn bếp nấu ăn. Lúc này Trình Tử Khiêm đến thăm Thắng Nam, chủ tịch và giám đốc khách sạn đụng mặt trong tòa nhà nhỏ bé. Nhất thời không biết phải giải thích thế nào, nói muốn về nhà, quay người thì đã đến luôn. Trình Tử Khiêm nhìn nhà Thắng Nam lại nhìn nhà Lộ Tấn, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu. Giờ cơm Trình Tử Khiêm nói Sakura Bay có một lớp dạy nấu ăn họ có thể đi thử. Có cơ hội học tập còn không phải mất tiền. Thắng Nam đương nhiên muốn đi rồi, và còn dẫn theo cả loa lớn. Thấy hai người cùng bước ra giống như sắp đi đâu đó, Lộ Tấn liền hỏi họ muốn đi đâu. Thắng Nam để chọc giận Lộ Tấn, liền cố ý nhấn mạnh mình đi tập huấn với anh Tử Khiêm. Lộ Tấn liền lên cơn ghen, không đồng ý cho họ cùng đi.
nói dối gần đây khách sạn có một bữa tiệc lớn, tất cả đầu bếp đều phải tăng ca. Thắng Nam nói không sao hết, bởi vì cô đã sớm nộp đơn xin nghỉ phép năm rồi cũng được phê chuẩn luôn rồi. Còn cố ý mở miệng là gọi anh Tử Khiêm, gọi mà Lộ Tấn tức muốn vỡ mật. Sau đó Thắng Nam liền cùng Trình Tử Khiêm đi chọn vali. Thắng Nam nói cô muốn mua hai cái, bởi vì cô mắc chứng khó lựa chọn. Tin tức lập tức truyền đến tai Lộ Tấn, anh lòng thầm vui, tự mình đa tình, cứ tưởng vali thứ ba là mua cho mình. Kết quả một câu nói của trợ lý như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Sakura Bay có kiến trúc cổ kính rất đẹp mắt. Vừa đến nơi, Thắng Nam đã đăng ảnh lên mạng xã hội. Trong tấm ảnh, cô và Trình Tử Khiêm đứng rất gần. Trợ lý vừa thấy đã cho anh xem. Lộ Tấn nổi cơn ghen vì trong vòng bạn bè của anh không có thông báo gì cả. Không cần hỏi cũng biết Thắng Nam đã chặn anh rồi. Thế là Lộ Tấn liền gọi điện thoại. Kết quả vừa hay lúc này Thắng Nam đang tham gia lớp bồi dưỡng, liền tắt luôn điện thoại của mình, rồi lại xem kỹ tấm ảnh tự an ủi mình. Giữa hai người vẫn có khoảng cách. Lúc này loa lớn nhận được điện thoại của lãnh đạo kêu anh mau chóng về tăng ca. Thế là chỉ còn lại hai người Thắng Nam và Trình Tử Khiêm. Học tập cả một ngày, Trình Tử Khiêm dẫn cô tới nhà hàng tự nấu ăn cao cấp. Nhắc tới ước mơ tương lai của Thắng Nam, lý tưởng cuối cùng của một đầu bếp chính là có quán ăn của riêng mình. Thắng Nam cũng không ngoại lệ. Nửa đêm, Thắng Nam đi rồi, Lộ Tấn lại nhịn đói cả ngày, sự nhẫn nại sắp cạn kiệt. Thế là anh quyết định đi tìm cô. Hai người ngụy trang kỹ lưỡng rồi lén theo dõi. Vừa hay phát hiện họ đang học bắn cung. Nhìn tay Trình Tử Khiêm đang đặt lên tay Thắng Nam, Lộ Tấn tức giận bắn mấy mũi không tên về phía anh. Họ đi ăn kẹo bông gòn, Lộ Tấn đi theo sau ghét bỏ khẩu vị Thắng Nam quá kém. Có mỗi đường thôi mà ăn cũng vui vẻ vậy sao? Họ đến chùa Cầu Phúc, trợ lý cầm chiếc kính viễn vọng 9,9 đô nhìn Lộ Tấn hỏi tình hình. Trợ lý báo cáo rằng thẻ gỗ của Thắng Nam ghi rằng giảm cân tốc độ trong một đêm. Lộ Tấn chuyển tấm thẻ gỗ của Trình Tử Khiêm đi, rồi đem tấm thẻ chỉ ghi chữ được của mình thế chỗ vào đó. Họ đến vườn hoa, Trình Tử Khiêm chụp cho cô rất nhiều ảnh đẹp. Lộ Tấn tức phát điên, Thắng Nam chơi cả ngày mơ mơ hồ hồ. Trình Tử Khiêm đỡ cô về khách sạn nghỉ ngơi, Lộ Tấn và trợ lý vẫn đi theo phía sau, cách một căn phòng không rõ tình huống thế nào. Lộ Tấn trong lòng nóng như lửa đốt, trợ lý bị giám đốc quýnh một cái kêu anh mau nghĩ cách đi. Anh đói đến mức này rồi thì sao nghĩ được cách gì chứ? Anh nhờ nhân viên khách sạn đưa dép lê tới phòng của họ. Nhân lúc Trình Tử Khiêm mở cửa thì liếc vào bên trong. Sau đó trở về báo cáo với Lộ Tấn, lần đầu chưa nhìn rõ liền bị đuổi đi nhìn tiếp, còn cho thêm không ít tiền. Kết quả nhân viên được sai đi nghe ngóng tin tức trở lại gõ cửa, nói người đàn ông đi rồi, nói cô gái cho mình 400 đô. Nhân viên nhận 400 đô này, liền bán đứng Lộ Tấn. Thắng Nam nghi ngờ anh theo dõi mình cả ngày nay, Lộ Tấn lại không thừa nhận. Thắng Nam muốn anh tỏ rõ thái độ của mình, xác định mối quan hệ của họ. Nhưng ba chữ anh thích em, người đàn ông kiêu ngạo này không nói được. Thấy Thắng Nam tức giận rời đi, Lộ Tấn rốt cuộc cũng dùng cách của mình để tỏ tình với Thắng Nam. Nếu em thích bắn cung thì anh có thể đi tập, nếu em thích chụp ảnh anh cũng có thể đi học, nhưng em có thể đừng hẹn hò với người khác được không? Nghe lời tỏ tình của Lộ Tấn, Thắng Nam rất cảm động. Đúng lúc này một nhóm người đi đến, họ đều là nhân viên làm trong ngành nhà hàng khách sạn. Cách một hàng người, Thắng Nam và Lộ Tấn nhìn nhau, nụ cười treo trên mặt không thể hạ xuống. Sau khi hai người xác nhận quan hệ, mỗi ngày đều đặn phát đường. Khi đi làm ở khách sạn, đầu bếp dư kiếm cớ cô đi làm muộn để mắng cô, tiện thể lôi lại những chuyện không biết xảy ra từ đời nào rồi. Thắng Nam bực mình, còn chưa kịp xả giận thì Trình Tử Khiêm đến phòng bếp tuyên bố công việc mới. Mấy hôm nữa, chủ tịch tập đoàn Chính Hồng đã mua lại khách sạn này, cũng tức là mẹ của Lộ Tấn sẽ đến khảo sát nhà bếp của khách sạn. Lúc đó bà sẽ dựa vào các món ăn để chọn ra đầu bếp chính mới. Thắng Nam bắt đầu bận rộn, bận đến quên luôn Lộ Tấn đang ở nhà mình chờ ăn cơm. Khi cô rốt cuộc cũng nhớ đến thì trăng đã treo tít lên cao rồi. Cô mới gọi Lộ Tấn tới nhà bếp giúp thử món. Cô làm beef steak Wellington và canh bào ngư, kết hợp với ý tưởng mới khiến món ăn trở nên hoàn hảo hơn. Còn Lộ Tấn thì nói không nhất thiết phải theo đuổi sự hoàn mỹ. Khi một người gặp được quá nhiều hoàn hảo, đã quá tê liệt với sự hoàn hảo, thì sự hoàn hảo đó liền trở nên bình thường không hơn không kém. Thứ chân chính có thể đánh động lòng người, chính là khuyết thiếu do sự không hoàn hảo tạo thành. Nào ngờ những lời này đều bị đầu bếp dư ở một góc nghe thấy hết. Hôm sau trợ lý xách túi đồ ăn đưa sếp về nhà. Anh tò mò sao ông chủ mình lại sống quen được ở nơi như thế này. Nào ngờ Lộ Tấn lại kêu anh cũng thuê một căn phòng ở đây đi. Trợ lý đương nhiên không muốn. Hiện tại anh đang sống trong biệt thự lớn của sếp, lái Ferrari của sếp chạy khắp nơi tán gái. Trợ lý nhắc nhở Lộ Tấn rằng anh chỉ có thể yên ổn thêm vài ngày nữa thôi. Người mẹ chủ tịch của anh sắp về nước rồi. Đi đến dưới lầu, Lộ Tấn đã bắt gặp ngay tình địch. Hai ông chú này đều thích Thắng Nam, một người hơn 30 tuổi, một người 40 tuổi. Có lẽ đàn ông đều thích mấy cô gái trẻ 20 tuổi nhỉ. Anh dùng chức vị ông chủ đoạt đi hoa của Trình Tử Khiêm. Nhưng lúc này Thắng Nam xuống lầu mua nước tương, vừa hay nhìn thấy họ. Thấy tình cảnh này, Thắng Nam biết nhất định là Lộ Tấn lại bắt nạt anh Tử Khiêm của cô rồi. Cô nói ông chú già rồi mà còn trẻ con thế không biết. Nhưng sự trẻ con của hai người đàn ông trung niên này chỉ mới bắt đầu thôi. Đến nhà Thắng Nam ăn cơm, họ liền bắt đầu chĩa mũi nhọn vào đối phương. Hai người đàn ông đọ sức hút với nhau. Một cô gái 20 tuổi như Thắng Nam căn bản chẳng hiểu gì cả. Lúc này mối quan hệ của ba người quả thực vi diệu. Thấy Thắng Nam ăn bánh kem bị dính kem lên khóe miệng,
Hai người bắt đầu tranh nhau lau cho cô, đến ăn bánh kem cũng phải so đo. Lộ Tấn ăn bằng tay khinh thường Trình Tử Khiêm ăn bánh bằng nĩa. Trình Tử Khiêm ăn miếng lớn coi thường Lộ Tấn ăn từng miếng nhỏ. Còn việc hai người ai hơn ai thắng nam cũng không biết nữa. Bút lông, nhiên mực, giấy tuyên, chủ tịch tập đoàn Chính Hồng đang luyện viết chữ, cả người đều toát ra vẻ khó gần và sự trầm ổn của một người từng trải. Bà hỏi Lê Mạn tại sao con trai bà cứ ở lại thành phố nhỏ bé này mãi thế. Lê Mạn Tâm Cơ cố ý nói là vì thắng nam. Vừa nghe đến đây, bà lập tức kêu Lê Mạn đi mua vé máy bay. Bà muốn đi nhìn xem cô đầu bếp khiến con trai mình mê mẩn này. Trong mắt bà, Lê Mạn mới là người xứng đôi với Lộ Tấn nhất. Nhưng Lộ Tấn lại cho rằng mình quá quen thuộc Lê Mạn, căn bản không thể trở thành người yêu được. Cho dù có trở thành người yêu với chủ tịch Trịnh mà nói thì bà cũng mất đi một trợ thủ đắc lực. Trịnh Hồng không nói nhiều, chỉ bảo Lộ Tấn có thời gian thì hẹn gặp cô gái thắng nam trong truyền thuyết này ra. Nghe được tin sắp gặp người lớn trong nhà, thắng nam còn không kích động bằng cậu và bạn thân của cô. Hai người họ hưng phấn chỉ bảo cho thắng nam mọi thứ, từ trong ra ngoài, ăn mặc, trang điểm, làm tóc, những thứ này đều phải làm cho giả dặn giống như Lộ Tấn, trưởng thành giống như một người phụ nữ 30 tuổi, bị kinh ngạc cũng mặt không đổi sắc, như vậy mới thể hiện cô là người có trình độ, nói chuyện phải nhỏ nhẹ dịu dàng, nếu bị sỉ nhục thì vẫn phải mỉm cười tạm biệt. Học hết những thứ này cũng khiến cô nhức đầu. Hôm đó Lộ Tấn đến văn phòng làm việc của cậu để đón cô, gọi điện thoại mà suýt không nhận ra cô, son đỏ đậm, áo khoác dạ, giày cao gót kết hợp với túi xách, hiển nhiên không thích hợp ngồi trước mặt chủ tịch Trịnh. Nhân lúc con trai rời đi, Trịnh Hồng liền làm khó cô, hỏi cô bao nhiêu tiền mới chịu rời xa con trai mình. Thắng Nam vừa nghe đã nghĩ đây không phải lời thoại của mẹ chồng nhà giàu nói với cô bé lọ lem trong phim sao. Cô nhớ tới lời dạy của bạn thân, tạm biệt rời đi. Phản ứng lâm thời của Thắng Nam nằm ngoài dự đoán của mẹ Lộ Tấn. Lúc này, bà dường như đã thay đổi cái nhìn về cô gái này, lo Thắng Nam bị làm khó. Buổi tối Lộ Tấn đến an ủi cô. Cô bạn gái nhỏ lại tán thành với chuyện ngoài dự đoán này, là một người mẹ giúp con mình đánh giá nửa kia là chuyện bình thường, bởi vì rất nhiều cô gái đều chỉ yêu vì tiền. Lộ Tấn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Thắng Nam, không ngờ cô tuổi còn nhỏ mà tư tưởng lại trưởng thành như vậy. Lộ Tấn vốn muốn rời đi nhưng lại bị cô vợ nhỏ làm nũng đòi ở lại. Hôm sau buổi đánh giá món ăn ở khách sạn bắt đầu, trên bàn có 3 người ngồi đó chuẩn bị thử món. Tiếng đọc danh sách đã vang lên dưới bếp, nguyên liệu tươi ngon tỏa mùi khắp nơi. Không lâu sau đã được đưa đến miệng các vị lãnh đạo, mỗi món một vị khác nhau. Tiếp theo chính là màn đánh giá. Trong quá trình thử món sẽ không được biết tên đầu bếp đã nấu. Lê Mạn đoán bữa Thắng Nam sẽ làm món beef steak Wellington, liền cố ý không ăn. Kết quả khi đánh giá phát hiện cô hình như không làm món đó. Trùng hợp thay cô lại chấm cho Thắng Nam điểm cao nhất. Thắng Nam thành công trở thành đầu bếp chính cho bữa tiệc tối. Các đầu bếp cũ đều bất mãn cô. Thì ra khách hàng 1123 chính là ông chủ thu mua khách sạn. Thắng Nam và vị khách 1123 này khẳng định có gì đó mờ ám. Để chúc mừng mình được thăng chức tăng lương, cô mời Lộ Tấn ăn cơm. Lộ Tấn mặc âu phục sang trọng tưởng chỉ có hai người dùng bữa. Nào ngờ Thắng Nam đưa anh tới quán ăn lề đường của ông nội. Các cô dì chú bác xếp thành 7-8 bàn, bia, nước ngọt, đậu phụng, còn có sự thân thuộc của đời sống thường ngày. Ông nội lớn tiếng tuyên bố với mọi người, cháu gái cục cưng của ông chính là đầu bếp chính của khách sạn 5 sao. Hôm nay mọi người cứ tận tình vui chơi. Cuối cùng còn giới thiệu, Lộ Tấn là ông chủ khách sạn. Vỗ tay chào mừng xong, Lộ Tấn muốn nói vài lời thì bị một tên nhóc ngắt lời, hỏi hai người họ có phải người yêu không. Lộ Tấn nghe xong liền gật đầu thừa nhận. Ông nội gọi Thắng Nam đi bàn khác mời rượu, tách Thắng Nam ra. Ông bắt đầu quan tâm đến tuổi tác và tình hình sức khỏe của Lộ Tấn. Lộ Tấn là người từng trải nhưng cũng có chút căng thẳng. Đến khi tiễn được ông nội đi thì bà cô của Thắng Nam bưng rượu tới mời anh. Sắc mặt Lộ Tấn lại càng tệ hơn. Thắng Nam đến bàn khác mời rượu một đi không trở lại. Cô đùa vui với những người ở bàn khác, Lộ Tấn lại bị vứt ở một bên. Anh kêu trợ lý đi điều tra mấy người ở bên cạnh Thắng Nam. Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần có người đến quá gần Thắng Nam thì anh đều cực kỳ ghen. Ông cậu và Lộ Tấn ngồi cạnh nhau nói về Thắng Nam. Từ nhỏ cô đã ăn trực hết các nhà, từ nhỏ không được bố mẹ yêu thương, cùng sống với ông nội và những hàng xóm xung quanh quán đồ ăn. Mọi người không phải người thân nhưng lại hơn cả người thân. Mọi người ở đây đều yêu thương cô. Cuối cùng cậu nói với Lộ Tấn đừng bắt nạt Thắng Nam. Nếu cảm thấy không được thì kết thúc luôn, đừng dây dưa. Lúc này mọi người đang vui vẻ, ca hát rồi nhảy múa, nhìn như một đám điên cuồng nhảy loạn nhưng lại cực kỳ ấm áp. Đặc biệt là Thắng Nam vui đến không kiềm chế được, cô tùy ý lép lắc đầu và cánh tay, nhưng lại sinh động ở trong mắt Lộ Tấn. Thắng Nam uống say hét lên cô đói rồi. Lộ Tấn dùng công thức nấu mì 3 phút của mình, Thắng Nam đói đến hoa mắt, đợi mãi chưa được ăn cô liền xé gói mì tôm sống ra, cô chấm tương rồi ăn luôn. Lộ Tấn kinh ngạc, anh không thể tin nổi rón rén ăn thử một miếng, kết quả đúng là không ngờ tới. Giám đốc Lộ hiểu biết sâu rộng, một lần nữa bị chi tiết nhỏ trong cuộc sống đánh bại.
Anh thấy rất tốt, may là khi đó anh không rời đi mà chọn ở lại bên cạnh Thắng Nam, để mình cũng có nhiều người thân như vậy. Sáng ra, Thắng Nam xuống lầu đi làm thì gặp được Trình Tử Khiêm. Anh lái xe đưa cô đi làm, nói rồi đến chủ đề hôm chọn đầu bếp chính. Khi chọn Lê Mạn cũng rất tán thưởng cô, nói khi Lê Mạn làm bạn học của anh là cấp bậc nữ thần. Đàn anh đàn em nổi tiếng ở trường đều yêu mến cô. Thắng Nam vừa nghe đã tức giận, so với cô thì Lê Mạn quá mức xuất sắc. Cô bực mình liền kêu Trình Tử Khiêm cho xe dừng bên đường, thuê xe điện đi làm. Nhà bếp lại có chuyện để tám. Thì ra chỗ dựa của Thắng Nam không phải khách hàng 1123 Lộ Tấn, mà là giám đốc mới nhậm chức Trình Tử Khiêm. Bữa trưa ngày mai của chủ tịch Trịnh sẽ do Thắng Nam nấu. Những đầu bếp ở đây nghe vậy đều lẩm bẩm oán trách. Thắng Nam chia nhiệm vụ, nào ngờ mọi người đều bỏ mặc không chịu làm. Người thì kêu không học được, người thì quên cách làm, coi Thắng Nam như một con ngốc. Cô tức giận đập bàn hét lên. Đầu bếp Dư luôn chướng mắt cô thì lửa giận còn lớn hơn cô, vứt tạp dề đi. Sau đó nhìn chằm chằm vào thùng nguyên liệu khá lâu. Đầu bếp ở nhà bếp không chịu phối hợp nên tâm trạng hôm nay của cô rất tệ. Lộ Tấn đến tìm cô cũng không hứng thú. Anh kiên nhẫn hỏi cô mình phải làm gì thì cô mới có thể vui lên. Thế là hai người giá lâm khu chợ, liền xôn xao né tránh ánh mắt cô. Mọi người vừa thấy ma đầu giá đáo, sợ mình sẽ bị cô nhìn trúng. Anh trai bán trứng vịt nói trứng của mình là trứng chính gốc, còn bán cho cô với giá nhập hàng. Nào ngờ Thắng Nam xách một cái ghế đến, lấy một cái hộp đen ra để quét mặt, thì ra đây là máy kiểm tra nói dối. Cô hỏi giá nhập hàng là bao nhiêu, anh bán trứng trả lời là 4,8 đô. Máy nói dối vang lên, anh ngại ngùng nói giá nhập thấp hơn chút xíu. Máy nói dối vẫn vang lên, Thắng Nam dùng ánh mắt sắc bén đánh giá anh bán trứng. Cuối cùng cô đã đánh bại hàng phòng ngự tâm lý của anh, dùng cái giá thấp nhất 3,5 tệ để mua 6 quả trứng vịt muối. Trong cả khu chợ, Thắng Nam đi phía trước dùng máy nói dối để quét mặt. Cô trả giá bớt đi bao nhiêu thì Lộ Tấn ở đằng sau trả lại bấy nhiêu. Đi một vòng khu chợ trả cho các chủ tiệm. Mua nguyên liệu xong thì sắc trời đã tối, đèn ở cầu thang cảm ứng được tiếng động liền sáng lên. Hai người đứng ở cửa không có ý định vào trong, đợi ánh đèn tắt đi. Khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau, máy kiểm tra nói dối của Thắng Nam dường như cũng rất kích động, đột nhiên kêu lên tít tít liên tục. Hai người chỉnh áo chỉnh quần. Sau khi tiêu hao hết khoảng thời gian đèn sáng, cảm xúc lại dâng trào thì ông Trương vừa ho vừa đi lên lầu, khen đèn của Lộ Tấn sửa rất tốt, đang thân mật thì bị cắt ngang. Hai người chỉ đành tạm biệt rồi trở về nhà mình. Thắng Nam ở phòng 302, nhìn con rùa hỏi anh có thích em không. Lộ Tấn ở 303 thì nhìn cái thìa, có khắc chữ cố nói anh thích em. Hết lần này đến lần khác, cô hỏi anh đáp, không nghe thấy rồi lại như nghe thấy. Hạnh phúc hòa cùng ánh đèn trong đêm, bữa trưa của chủ tịch Trịnh sắp bắt đầu. Thắng Nam chuẩn bị kỹ càng từng món, cuối cùng cũng tới món cuối nấm chắp phổ hấp rượu vang. Thắng Nam đích thân giới thiệu với chủ tịch Trịnh, nhưng khi mở cái đĩa lên thì là một món cực kỳ tệ hại. Lộ Tấn ngồi trên bàn ăn một lòng bảo vệ cô, dặn dò quản lý bê đi. Lê Mạn lại chuyển món ăn tới, giải thích một hồi với Trịnh Hồng, ngụ ý của món ăn này cũng rất xui xẻo, ám chỉ sự bất mãn và phẫn nộ của Thắng Nam với việc thu mua khách sạn. Trịnh Hồng vốn đã không thích cô, giờ cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích. Tất cả đầu bếp ở dưới bếp đều nhiệt tình thảo luận chuyện vừa xảy ra. Đầu bếp Dư chỉ đích danh Thắng Nam, nói chắc chắn trước đó cô đã có thù oán gì với vị khách phòng 1123. Tiếp đó 1123 đến nhà bếp tìm Thắng Nam. Lộ Tấn an ủi cô về nhà nghỉ ngơi rồi gọi phụ bếp của cô là loa lớn, hỏi vài câu rồi đến tìm đầu bếp Dư. Anh hỏi hết câu này đến câu khác, cắn chặt không buông, nhắm thẳng vào mấu chốt vấn đề. Cuối cùng đầu bếp Dư tức giận lớn tiếng hét, thừa nhận là mình đổi món của Thắng Nam, nhưng tất cả đều là do Lộ Tấn bày ra. Thứ thật sự chính xác chính là đoạn ghi âm mà Trình Tử Khiêm thu nãy giờ. Trong đó đầu bếp Dư đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Đây chính là đạo lý đã đấu nhau thì không ngại chút tiểu xảo. Đầu bếp Dư muốn rời đi. Sau khi xử lý xong, Lộ Tấn giải thích sự việc với mẹ mình. Cuối cùng bà quyết định mời Thắng Nam ăn một bữa cơm để giải thích cho rõ ràng. Thế là anh hớn hở chạy tới chỗ Thắng Nam, nói tin tức này cho cô biết. Lộ Tấn lộ ra vẻ mặt tươi tắn, mà không hề biết rằng đây chính là hồng môn yến mà mẹ mình chuẩn bị riêng cho Thắng Nam. Do hôm đó Lộ Tấn làm rõ sự thật, còn chưa kịp nói tin mừng cho Thắng Nam, dẫn đến cô cứ luôn tưởng là Trình Tử Khiêm giúp mình giải oan. Hôm đó ngồi xe đi đến bữa tiệc, cả đoạn đường cô ôm khư khư bánh kem. Lộ Tấn ngồi bên cạnh nhìn mà phát thèm, khi nghe quá trình chế biến thì càng thèm thuồng hơn. Kết quả đến khách sạn hộp bánh kem này được đưa thẳng đến văn phòng của Trình Tử Khiêm. Đến khách sạn, Thắng Nam vừa nghĩ đến chút nữa sẽ phải ngồi dùng bữa với mẹ Lộ Tấn, cô căng thẳng muốn đi vệ sinh, một mình Lộ Tấn vào trước, dù sao thì đến muộn cũng không được lịch sự cho lắm. Khi cô tiến vào thì thấy rất nhiều lãnh đạo đang ngồi quanh bàn ăn. Trường hợp này không giống như cô được biết, bữa cơm này vốn dĩ chỉ nên có cô, Lộ Tấn và mẹ của anh thôi. Bây giờ một đám người ngồi ở đây, ghế của cô bị xếp ở trong góc. Lê Mạn ngồi giữa cô và Lộ Tấn, một bên còn có cả Trình Tử Khiêm. Trịnh Hồng còn cố ý kêu cô làm món ăn ngay tại đây. Trước mặt nhiều người như vậy, còn có Lộ Tấn, cô cũng không tiện từ chối.
nhận con dao trong tay đầu bếp, Lê Mạn còn có tâm nhắc nhở cô đeo tạp dề vào, cẩn thận làm bẩn quần áo. Làm như vậy, trông cô còn giống đến đây chỉ để nấu ăn hơn. Lộ Tấn tức giận bảo Lê Mạn cũng vào trong thể hiện trình độ nấu nướng của mình đi. Trịnh Hồng lại ngăn cản, nói thân phận của cô không thích hợp. Lộ Tấn cởi áo khoác tự mình đi vào cầm dao lên. Thắng Nam quả thực không thể nào chịu nổi nữa. Đây chẳng khác gì đang sỉ nhục cô cả. Cô nén nước mắt lại rời đi. Lộ Tấn mặc kệ những người còn lại cũng bỏ đi theo cô. Chỉ đáng tiếc vẫn chậm một bước. Anh không đuổi kịp xe của Thắng Nam. Thắng Nam ngồi trên xe khóc một trận. Cô không ngờ mình chỉ yêu đương thôi. Sao lại khó đến thế? Thế là cô muốn kết thúc mối tình không môn đăng hộ đối này. Một mình lạc lõng đi về nhà. Không ngờ lại bị đầu bếp Dư say rượu nhắm trúng. Đầu bếp Dư một bụng oán giận, cầm chai rượu muốn đập vào cô. May là Lộ Tấn kịp thời chạy tới đỡ cho cô. Anh không thèm quan tâm vết thương trên đầu mình, chỉ lo lắng cho cô gái mình yêu xem cô có bị thương không. Thì ra có yêu hay không, trong thời khắc nguy hiểm đều có thể nhìn ra hết thảy. Lộ Tấn đã triệt để yêu sâu đậm cô gái tên Thắng Nam này rồi. Trong con hẻm tối tăm, lần này cô cởi mở hôn Lộ Tấn, mặc kệ thế giới xung quanh ôm lấy anh. Từ sau khi Lộ Tấn chắn cho Thắng Nam, tình cảm giữa hai người cũng nồng nàn hơn. Lộ Tổng học được tinh túy từ Trình Tử Khiêm trong lần hẹn hò này. Anh cùng Thắng Nam làm những chuyện cô thích. Anh không kìm lòng được dùng máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cô. Kết quả khi đang tìm góc chụp, anh trượt chân làm rơi máy ảnh xuống nước. Đúng là xấu hổ không biết chui xuống lỗ nào nữa. Chụp cái ảnh thôi mà cũng làm máy ảnh rơi xuống nước cho được. Thắng Nam tỏ ra không thể tin nổi. Cô nói với anh trong máy đều là những hồi ức tốt đẹp của hai người. Kêu anh mau chóng xuống nước nhặt lên. Lộ Tấn cũng chẳng hề do dự. Nào ngờ Thắng Nam lại cười rộ lên. Còn cười anh làm giám đốc mà sao IQ thấp quá vậy. Đến câu chọc cười mà cũng không nghe ra. Thế là Thắng Nam đề nghị hai người cùng ngồi xuống nói chuyện. Vừa ngồi xuống cô đã hỏi anh có mấy bạn gái cũ. Trong mấy người đó có Lê Mạn hay không? Câu hỏi câu này sắc bén hơn câu kia. Lộ Tấn hiếm có khi nào ngắc ngứ như hiện tại. Rồi lắp bắp trả lời cô. Thắng Nam bị sự chân thành của anh đánh bại nên không hỏi thêm nữa. Tiết mục nấu ăn ngoài trời đã đến. Nguyên liệu tươi ngon đặt trên vỉ nướng. Xoa bóp nguyên liệu, phết dầu lên. Xếp đồ ăn lên bàn rồi gọi Lộ Tấn ra ăn. Để người yêu mình càng vui vẻ hơn, Lộ Tấn nói có thể gọi bạn cô cùng tới. Kết quả nháy mắt mười mấy người bạn kéo nhau tới. Buổi hẹn hò hai người đang tốt đẹp chốc lát biến thành buổi hẹn tập thể. Trình Tử Khiêm là thanh mai trúc mã của Thắng Nam, đương nhiên cũng nằm trong danh sách được mời. Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt. Trình Tử Khiêm chặn đường Lộ Tấn. Anh nói mình cũng thích Thắng Nam, anh có thể ở bên cô mọi lúc mọi nơi. Còn Lộ Tấn thì có thể cho Thắng Nam thứ gì chứ? Là luôn ở bên cô hay là quan tâm đến cả gia đình cô? Lộ Tấn nói mình yêu Thắng Nam, mà trên thế giới này có một phương tiện giao thông chính là máy bay. Cho dù khoảng cách xa thế nào đi chăng nữa anh cũng có thể xuất hiện kịp lúc. Tuy lúc này Lộ Tấn đã khiến cho tình địch ngậm miệng, nhưng rất nhanh những lời anh nói đều sẽ bị hiện thực đánh bại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lộ Tấn chỉ để lại tờ giấy đã rời đi rồi, nói tập đoàn có chuyện gấp cần xử lý. Khoảng 3-5 ngày tới anh không về được. Lộ Tấn còn bao cả khu nghỉ dưỡng thêm một tuần nữa, mong cô chơi tận hứng. Mặc dù tờ giấy ghi lời tạm biệt, nhưng lại vừa chua xót vừa ngọt ngào. Nhưng chưa ngọt ngào được bao lâu lại xảy ra chuyện. Ông nội Thắng Nam đột nhiên bị xuất huyết não phải nhập viện. Tin tức này như một trái bom hẹn giờ phá vỡ mọi trật tự. Bệnh tim của ông nội phát tác, sau đó phải phẫu thuật. Đáng sợ hơn là lúc này bệnh viện không còn giường nữa. Đột nhiên có một chàng trai tốt bụng thấy cô khổ sở thì liền sắp xếp cho cô một giường bệnh. Anh thuận miệng nói một câu nhưng lại đem lại hy vọng cho cả gia đình. Lúc này Trình Tử Khiêm cũng kịp thời xuất hiện. Anh nộp viện phí thay cô, giúp cô giải quyết việc cấp bách trước mắt. Mà Lộ Tấn thân là bạn trai cô lúc này đang công tác ở nước ngoài. Anh xử lý công việc liên tục, đại khái ngày mai là có thể về nước. Đang gửi tin nhắn thoại cho Thắng Nam báo tin vui thì Lê Mạn lại đi tới nói với anh nguồn vốn ở London có chút vấn đề. Thế là tin nhắn thoại đó Thắng Nam vẫn không nghe được. Công việc cấp bách, anh chỉ đành chăm chú vào công việc của mình. Còn mẹ Lộ Tấn biết được chuyện này, sợ Thắng Nam sẽ khiến con trai mình phân tâm, liền lấy danh nghĩa đến thăm bệnh rồi tìm đến bệnh viện. Đầu tiên là khách sáo hỏi thăm ông Thắng Nam, sau đó lại cùng Thắng Nam đứng ở hành lang rộng rãi ở bệnh viện. Bà không vội vã phủ nhận tình cảm của hai người, hay là nói họ không hợp nhau, bởi vì bà cũng từng trải qua tuổi trẻ, phấn đấu nửa đời người mới có được tập đoàn chính hồng như ngày hôm nay. Người có ý chí đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng, nhưng Lộ Tấn quá quan trọng với tập đoàn chính hồng. Anh quả đoán, cơ trí, những thứ này đều là ưu điểm của những nhà lãnh đạo, nhưng một khi anh vướng vào tình yêu thì giống như một quả bom nổ chậm, nó sẽ châm ngòi cho sự thất bại bất cứ lúc nào. Thắng Nam giống như ngu cơ đứng sau Hạng Vũ trong Hán Sở tranh bá, chỉ là gánh nặng không giúp được gì, mà Lưu Bang có Lã Chí phò tá, nên chuyện ông xưng vương là chuyện chắc chắn xảy ra. Hồng nhan thì tốt đấy, nhưng không thể vì hồng nhan mà buông bỏ tất cả. Cuộc sống không phải chỉ có tình yêu ngọt ngào mới có thể sống tiếp. Để không khiến Lộ Tấn phân tâm, Trịnh Hồng đứng trước mặt Thắng Nam, bảo cô gọi điện thoại cho anh, giọng nói quen thuộc tràn ngập sự quan tâm. Thắng Nam chỉ có thể nén nước mắt nói mọi thứ đều rất tốt, không có gì khiến người ta đau lòng hơn là người mình thương cố tỏ ra kiên cường
đường. Sau khi tạm biệt Trịnh Hồng, Thắng Nam cầm một xấp hóa đơn viện phí thật dày, thất thần đi trong hành lang bệnh viện. Đây là một khoản phí cho dù cô có bán thân cũng không gánh nổi. Để kiếm đủ tiền, cô làm việc như một con quay, một ngày 24 giờ, hận không thể làm việc 25 giờ. Những nơi nên vay cô đều đã vay, nhưng số tiền này vẫn không đủ. Đồng tiền khiến người ta gục ngã. Thắng Nam lúc này đã đạt đến cực hạn, may là có Trình Tử Khiêm kịp thời chạy tới. Lúc này, những áp lực và ấm ức cô phải chịu mấy hôm nay lập tức tuôn trào. Có Trình Tử Khiêm bên cạnh, cuộc phẫu thuật của ông nội rất thuận lợi. Cho đến lúc này, Thắng Nam mới dám cầm điện thoại lên gọi cho Lộ Tấn. Lộ Tấn bên này bị công việc quấn thân, cuối cùng cũng đạt được kết quả vừa ý. Nhưng Lê Mạn tự tiện sắp xếp lịch trình ngày mai cho anh. Anh phải đi khảo sát đất, lịch trình kéo dài thêm một ngày, nhưng công việc không thể làm qua loa. Lộ Tấn đồng ý. Buổi họp kết thúc, anh mời mọi người đi ăn. Khi đi ra, anh để quên điện thoại trên bàn. Cuộc điện thoại Thắng Nam gọi tới, người nghe lại là Lê Mạn. Sau một hồi kinh ngạc, cô nhờ Lê Mạn chuyển lời cho Lộ Tấn. Lê Mạn đồng ý, nhưng sau đó cô lén xóa lịch sử cuộc gọi đi. Thắng Nam vẫn luôn đợi Lộ Tấn gọi lại, nhưng đến ngày hôm sau cô vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào cả. Lê Mạn làm như không có chuyện gì trả điện thoại cho Lộ Tấn. Sau đó cô mượn cớ công việc, cùng anh đi đến nơi họ từng cùng nhau phấn đấu để khảo sát. Đi trên con đường ngày nay đã đèn đuốc sáng trưng, họ không khỏi nhớ lại những năm tháng từng cùng nhau nỗ lực. Để cảm ơn Lê Mạn luôn một lòng ủng hộ mình, Lộ Tấn mời cô cùng mình dùng bữa. Lê Mạn uống vài ly rượu, mượn hơi men để ngưỡng mộ Thắng Nam. Cô nói nếu mình có thể trở về năm 20 tuổi thì cô chắc chắn sẽ đổi một cách khác để ở bên anh. Mà Lộ Tấn lúc này cũng lờ mờ đoán được Lê Mạn tính tỏ tình. Anh lịch sự trốn tránh chủ đề này, sau đó liền đứng lên rời đi, chỉ để lại một mình Lê Mạn. Nhìn bàn ăn một mình bi thương, ban đêm trong khách sạn, Lê Mạn không cam tâm, cố ý gọi điện thoại cho Lộ Tấn, nói mình đi tắm nhưng quên không mang theo khăn, phiền anh mang một cái tới cho cô. Đối diện với chuyện tốt tự dâng đến cửa, Lộ Tấn lại quả quyết từ chối cô. Lê Mạn cũng nghe ra sự kiên quyết trong lời của anh, cô biết mình đã triệt để không còn cơ hội nào nữa rồi, nên mới nói sự thật cho anh. Cô nói mình đã xóa lịch sử cuộc gọi mà Thắng Nam đã gọi cho anh, cô thấy rất có lỗi vì chuyện này. Cho đến lúc này Lộ Tấn mới biết bên Thắng Nam xảy ra chuyện, anh sốt ruột đi máy bay xuyên đêm để về nước. Khi anh tới bệnh viện, anh vừa nhìn đã thấy Thắng Nam mệt mỏi ngồi trên ghế của bệnh viện. Giờ phút này hai trái tim luôn nhớ về nhau, cuối cùng cũng nhận được sự an ủi từ đối phương. Đúng lúc này, lời của Trịnh Hồng lại vang lên bên tai Thắng Nam. Cô chỉ đành khiến mình bình tĩnh lại, rời khỏi bệnh viện. Thắng Nam khoác lên lớp ngụy trang lạnh lùng, vô duyên vô có nổi giận với Lộ Tấn. Lộ Tấn liền bế cô lên đưa cô về nhà. Anh xin lỗi Thắng Nam, rất xin lỗi vì khi ông nội bị bệnh anh đã không thể ở bên cô. Xin lỗi vì những ngày khó khăn này anh lại vì công việc mà rời đi. Thắng Nam đột nhiên nhớ tới lời nói của Trịnh Hồng, bà ví von hai người với Hán Sở tranh bá. Cô hỏi Lộ Tấn, anh cho rằng thắng làm vua thua làm giặc là chuyện thường tình, có lẽ anh sẽ chọn Lưu Bang. Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ, đây rõ ràng là cuộc thi cô định sẵn sẽ thua. Đứng giữa tình yêu và sự nghiệp, cô nhất định sẽ trở thành người bị bỏ rơi. Vì vậy Thắng Nam liền nảy sinh ý định chia tay. Lộ Tấn thấy tò mò liền tìm cậu Thắng Nam phân tích sự việc. Tại sao Thắng Nam lại kỳ quái như vậy? Tại sao lại cố ý lạnh nhạt anh? Tại sao ông nội bệnh nặng như vậy? Anh lại không biết gì cả. Cậu phân tích một tràng, nói sạch tâm tư từ trong ra ngoài của Thắng Nam. Bởi vì lòng tự tôn của Thắng Nam, bởi vì cô yêu anh nên không muốn liên lụy anh. Lộ Tấn lập tức ngộ ra, tràn ngập tự tin rời đi, vui đến nỗi quên luôn trả tiền nước. Tiễn Lộ Tấn đi, Thắng Nam như có thần giao cách cảm tìm đến. Cô khổ não nghi ngờ bản thân mình, cô thật sự không xứng với Lộ Tấn sao? Nhưng cậu cô khuyên ngược với ý muốn của cô, khuyên chia tay chứ không khuyên làm lành. Thắng Nam lại càng khổ não hơn. Rõ ràng cô thích anh như vậy, nhưng khoảng cách giữa họ rất lớn, cô có cố gắng đến đâu cũng không thể xứng với anh. Lộ Tấn xách vali đi tìm Thắng Nam, Trịnh Hồng lại ngăn anh lại, tỏ ra dáng vẻ muốn thao túng con mình. Lộ Tấn hỏi ngược, rốt cuộc bà đã làm gì? Là hỏi Thắng Nam chuyện Hạng Vũ ngu cơ, hay là ám chỉ Thắng Nam chính là ngu cơ, căn bản không xứng với Lộ Tấn? Trịnh Hồng cố chấp gọi Lộ Tấn lại, nhấn mạnh lần nữa dùng tình cảm để làm việc sớm muộn cũng sẽ bại trận. Lộ Tấn vẫn lịch sự công nhận đối phương, nhưng anh không muốn trở thành một con robot chỉ biết làm việc. Để cứu tình yêu sắp đến bờ vực sụp đổ của mình, anh buông bỏ sự cao quý của một giám đốc, đến bệnh viện thăm ông nội. Ông cố ý làm khó anh, quà và đồ bổ anh mang tới cái này không được cái kia cũng không được, sai anh sắp xếp lại ghế và chậu cây, sau một hồi giày vò lại kêu anh để nó lại vị trí cũ. Sau đó lại cực khổ đến chỗ Thắng Nam phụ việc, giám đốc lần đầu tiên đeo tạp dề lên gọt khoai tây, lần đầu tiên bê cơm mở rượu cho khách hàng, lần đầu tiên lau dầu mỡ trên bàn và bếp, cũng là lần đầu tiên phục vụ quán mà không có một ai đến ăn. Thắng Nam lại nói nếu muốn cô đi hẹn hò với anh thì trong vòng nửa tiếng quán ăn phải đầy khách. Thế là chưa đến nửa tiếng trong cửa hàng đã ngồi đầy các nhân viên chính. Hồng âu phục gọn gàng,
ngồi đoan chính không có tình cảm. Lộ Tấn nổi trận lôi đình, mắng trợ lý hiệu suất công việc kiểu gì đây. Thắng Nam lại không ghét bỏ, đến bao nhiêu làm bấy nhiêu. Những nhân viên văn phòng này cực kỳ nghe lời. Lộ Tấn chỉ huy ăn là ăn, chỉ huy nói chuyện thì sẽ nói chuyện. Anh hỏi có ngon không thì họ đồng thanh lên tiếng ngon. Cảnh tượng quỷ dị nhưng cũng buồn cười. Chỉ tiêu hẹn hò hoàn thành, Lộ Tấn đưa cô tới một trung tâm thương mại đang xây dựng. Đến mặt tường cũng chưa quét vôi, chỉ mới chát xi măng. Khi cô đang khó hiểu thì Lộ Tấn nắm tay cô đi về phía mặt tường. Trên đó chính là anh đích thân vẽ cho Thắng Nam. Lẩu, rượu vang, khoai tây và hoa quả. Mỗi một món ăn trên đó đều là minh chứng tình yêu của họ. Để có thể khiến Thắng Nam triệt để buông bỏ mệt mỏi trong những ngày qua, hai người ở đây thỏa sức tô màu, đem hết sự ngọt ngào tô hết lên mặt tường này. Sau đó ôm chặt lấy nhau, nụ hôn ấm áp rất lâu rất lâu. Sau đó liền bắt đầu buổi hẹn hò ngọt ngào. Lộ Tấn cùng cô đi dạo trung tâm thương mại. Nào ngờ nửa đường anh nhận được cuộc điện thoại. Thắng Nam một mình đi dạo ngắm đồ, không ngờ vừa nhìn đã thích một bộ váy cưới màu trắng. Khi cô mặc váy cưới đứng trước mặt Lộ Tấn, anh bị cô làm cho kinh ngạc. Thắng Nam dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh, mong anh có thể nói thêm chút lời khen ngợi. Nào ngờ anh lấy ra một chiếc thẻ không giới hạn số dư và nói cô thích gì tiêu nấy, thích cái gì thì đừng do dự. Nói xong Lộ Tấn liền bắt đầu xử lý công việc, để lại một mình Thắng Nam gượng gạo tại đó. Cô lạc lõng tìm đến chỗ cậu mình hỏi, cô làm như chỗ của cậu là trung tâm tư vấn tình cảm vậy. Thắng Nam lay lay cậu đòi phân tích, rốt cuộc Lộ Tấn có ý gì? Tại sao khi nhìn cô mặc váy cưới, lại giống như chuột thấy mèo là chạy vậy? Cậu cho rằng có lẽ Lộ Tấn tưởng Thắng Nam đang ép hôn. Kết quả cậu vừa phân tích, Thắng Nam mới biết mình lại gây chuyện rồi. Nhưng cô không ngờ hành động vô ý của cô đã khiến mối tình của họ phát triển nhanh hơn. Hôm sau Thắng Nam được đưa tới một hội trường, cô không biết chuyện gì sắp xảy ra, ôm trái tim thấp thỏm mở cánh cửa ra. Không ngờ nháy mắt trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Thì ra Lộ Tấn đã vì cô mà chuẩn bị bất ngờ lớn như vậy. Quả nhiên người đàn ông thật sự yêu bạn thì chỉ cần một hành động của bạn thôi cũng sẽ nhận được lời hồi đáp hoàn hảo của anh ấy. Khi mọi người đều chúc phúc cho cặp tình nhân thì mẹ Lộ Tấn sắc mặt âm trầm đi tới. Vì hôm nay chính là buổi hợp tác giữa hai tập đoàn, giờ bị anh biến thành một hội trường cầu hôn, bà không thể chấp nhận nổi. Khi Lộ Tấn chống đối mẹ vì hạnh phúc của hai người họ, Thắng Nam lại gặp được Lộ Trinh, em trai cùng cha khác mẹ của Lộ Tấn. Thì ra khi ông nội cô nằm viện, họ đã biết nhau rồi, còn nhờ Lộ Trinh giúp đỡ, ông nội mới có thể nằm phòng bệnh tốt nhất. Ở hoàn cảnh xa lạ gặp được người quen, Thắng Nam liền vui vẻ chơi đùa cùng anh, cho đến khi gặp được Lộ Tấn quay về, anh còn ghen với cả em trai mình luôn. Trên đường về nhà, Thắng Nam nói về Lộ Trinh, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Lộ Tấn thay đổi. Thực ra người anh không muốn nhắc tới nhất chính là anh ta. Vì sự xuất hiện của mẹ anh ta nên mới khiến một nhà ba người hạnh phúc của anh phải gà bay chó sủa. Vì hai mẹ con anh ta, bố anh mới nhẫn tâm bỏ rơi anh và mẹ. Đó là nút thắt không thể gỡ bỏ trong lòng anh từ hồi còn nhỏ. Anh cũng thầm thề trong lòng, tương lai anh nhất định sẽ vượt qua bố của mình. Nhưng Thắng Nam lại khen anh ta lên tận mây, lại còn hỏi anh cách thức liên lạc với anh ta, khiến Lộ Tấn cực kỳ ghen. Đến khi trở về cô lại vừa pha trà rồi dùng lời lẽ khiêu khích anh, cho đến khi bị Lộ Tấn đè lên giường mới ý thức được mình quá đáng rồi. Vốn cứ tưởng từ nay về sau Thắng Nam sẽ không còn dây dưa với Lộ Trinh nữa, mà nào ngờ bởi vì kế hoạch phát triển của công ty Lộ Tấn vẫn ảnh hưởng tới người phụ nữ mà anh quan tâm nhất. Do Lộ Tấn luôn muốn trả thù bố mình khiến ông phải trả giá vì quyết định của mình, nên sau khi đã vững chân, anh điên cuồng chèn ép công ty của bố. Còn nhân lúc ông nằm viện phá hủy cốt lõi tập đoàn của ông, anh gần như đã chặt sạch đường lui của ông. Việc này ép buộc ông phải tìm tới Thắng Nam để cô làm người trung gian điều hòa mối quan hệ của hai bố con. Người đàn ông lớn tuổi chống gậy đến xin Lộ Tấn buông tha cho công ty của mình. Lời cầu xin đến muộn 30 năm, kèm theo cả sự bất lực lẫn gượng ép. Giá trị và ý nghĩa không giống nhau. Khi đó Lộ Minh Đình bỏ mặc anh và mẹ ra sao, rồi lại quyết tuyệt rời đi không chịu quay lại thế nào. Tuổi thơ của anh ngoại trừ học cách học hành thành tài vì mẹ, thì không có bất kỳ sự tham dự nào của bố anh. Giờ mới xin tha thứ không phải đã quá muộn rồi sao? Tập đoàn Chính Hồng chắc chắn sẽ mua lại Minh Đình. Lúc này, rốt cuộc Lộ Tấn cũng đã đạp được bố xuống dưới chân mình. Nhưng sau khi xả giận, anh chẳng hề nhận được niềm vui khi trả thù thành công, mà ngược lại còn thấy bất lực vì mục tiêu đã sụp đổ. Anh chỉ có thể lựa chọn bạo lực để làm tê liệt chính mình. Cô không yên tâm đuổi theo anh. Khi anh nhìn thấy Thắng Nam, anh mới lựa chọn dừng lại. Anh đem những phẫn nộ bao năm qua dồn hết vào nụ hôn sâu. Khoảnh khắc Thắng Nam rơi nước mắt mới khiến anh tỉnh táo lại. Thắng Nam hoàn hồn từ cơn sợ hãi, khác với bình thường chủ động hiến dâng bản thân cho anh. Đây có lẽ là định nghĩa tình yêu nhỉ. Khi anh cần đến em thì em sẽ bất chấp tất cả hiến dâng mọi thứ cho anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên gò má của Thắng Nam. Lộ Tấn lại không kiềm chế được hôn cô. Nhưng khi hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc thì một tin xấu truyền đến. Bố Lộ Tấn bị anh chọc tức mà tái phát bệnh tim nên đã lìa đời rồi. Cho dù anh mang theo nỗi hổ thẹn đến mộ nhưng vẫn không dám tiến lên
một bước, cứ tưởng ân oán giữa bọn họ sẽ vì bố anh lìa đời mà biến mất. Không ngờ trước khi bố anh qua đời, đã giao nhiệm vụ bảo vệ tập đoàn cho Lộ Trinh. Lộ Trinh ngây thơ đến tìm Lộ Tấn, cầu anh buông tha cho tập đoàn Minh Đình, dừng lại việc thu mua nó. Nhưng làm ăn vẫn là làm ăn, nơi này không vướng bận bất cứ tình cảm gì cả. Chỉ có khi Lộ Trinh đủ lớn mạnh đến có thể một mình đối diện, đến lúc đó hãy bảo vệ Minh Đình cho anh xem. Lộ Trinh không còn đường lui, nhìn mây đen kéo đến trên bầu trời thầm quyết tâm. Một bên Lộ Tấn thương nghị làm thế nào để thu mua tập đoàn Minh Đình, một bên khác lại Lộ Trinh lại đang ấp ủ âm mưu. Sự hòa thuận giữa hai anh em chính thức đổ vỡ, cuộc tranh đấu này sẽ nổi lên mặt nước. Hôm đó Lộ Tấn phải ra nước ngoài công tác, trước khi đi anh còn ôm giết lấy Thắng Nam không nỡ rời đi. Nhưng Lộ Tấn vừa mới đi, Lộ Trinh đã ôm vẻ mặt đáng thương đến tìm Thắng Nam, nói đã là ân oán đời trước rồi, anh không muốn kéo dài tới đời này. Có câu đứa trẻ biết khóc thì sẽ có kẹo ăn. Màn diễn xuất khóc lóc của Lộ Trinh khiến mong muốn bảo vệ của Thắng Nam ngay lập tức được khơi dậy. Những ngày tiếp theo, Thắng Nam để Lộ Trinh sớm vượt qua nỗi đau mất cha, thi thoảng lấy thân phận người nhà ở bên cạnh Lộ Trinh. Có lẽ tuổi tác tương đương, có sự hòa hợp, hai bọn họ ở bên nhau chơi rất vui vẻ. Lúc nghỉ ngơi, Thắng Nam ăn bánh làm dính kem lên khóe miệng, Lộ Trinh cố ý tiến lên lau giúp. Thắng Nam thấy không đúng lập tức đứng dậy, sau đó cầm lấy túi quay đầu rời đi. Mà một chiếc xe bốn bánh trên bàn, camera lỗ kim vẫn nhấp nháy đèn đỏ. Bên này Lộ Tấn cũng nhận được tin báo của cậu, biết được gần đây có một chàng trai luôn quấn lấy cô. Lộ Tấn nghe thấy hậu viện mình sắp cháy rồi, vậy nên lập tức gọi điện xác nhận với Thắng Nam, hỏi cô ở nhà một mình phải không. Mà Lộ Trinh bảo Thắng Nam đừng nói, vì thế chỉ đành nói dối rằng có mình. Nhưng lúc này Lộ Trinh nở nụ cười đắc ý. Khi Lộ Tấn cúp điện thoại, bức ảnh Lộ Trinh lau kem ở khóe miệng cho Thắng Nam xuất hiện trên điện thoại anh. Tình yêu dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại được sự thăm dò như vậy. Lộ Tấn vẫn luôn tin Thắng Nam, lúc này phút chốc cũng cảm thấy có một mảnh cỏ xanh trên đầu. Để làm rõ sự việc, anh đi máy bay về nước tới nhà Thắng Nam đưa bức ảnh đó ra. Khi Thắng Nam thấy ảnh liền ngu cả người, cố gắng hết sức để giải thích với anh ấy rằng họ không có quan hệ gì. Lộ Tấn dịu dàng nói đạo lý với cô, chưa từng nói lời khẩn thiết, nhưng Thắng Nam cần phải hiểu rõ mình là bạn gái của ai, vị hôn thê của ai, phải biết giữ khoảng cách. Lộ Tấn vì cô ngồi chuyến bay mười mấy tiếng, thực sự rất mệt rồi. Thắng Nam ý thức được sai lầm của mình, cô vừa đau khổ vừa ảo não. Lộ Tấn phải mệt mỏi vì lỗi lầm của cô. Hôm sau Lộ Tấn cầm ảnh cảnh cáo Lộ Trinh, đừng chơi những trò như thế này nữa, bảo anh ta tránh xa Thắng Nam. Nhưng Lộ Trinh lại không biết xấu hổ, khiêu khích nói rằng anh ta cũng thích Thắng Nam. Câu nói này cuối cùng cũng chạm vào giới hạn của Lộ Tấn, một uýnh khiến khóe miệng Lộ Trinh chảy huyết tương. Lúc này vừa hay Thắng Nam xuất hiện, cô đi đỡ Lộ Trinh, tức giận nói dù sao cũng là em trai. Lộ Trinh vỗ tay cô bảo là có hiểu lầm. Cảnh tượng này trước mắt Lộ Tấn càng ngứa mắt, anh giận dữ bỏ đi. Lộ Trinh âm thầm đắc ý, Thắng Nam bình tĩnh lại cảm thấy nhất định là Lộ Tấn đã bị kích thích mới làm như vậy. Cô bắt đầu cố ý tránh Lộ Trinh, nhưng keo chó một khi dính lên rồi thì có cố thế nào cũng không thoát được. Lộ Trinh lợi dụng lòng tốt của Thắng Nam, thở dài uất ức nói, mẹ anh ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, thực sự không còn chỗ nào để đi. Lại giả vờ nói, nếu như làm phiền tới Thắng Nam thì anh ta sẽ rời đi. Sự mềm lòng của Thắng Nam đã làm cho cô và Lộ Trinh lại lần nữa dây dưa. Bọn họ đi uống rượu, uống say khướt, Thắng Nam nói hết mấy lời phàn nàn trong lòng ra. Cô say tới hôn mê bất tỉnh, vậy nên Lộ Trinh ôm cô đưa về nhà Lộ Tấn, cô còn chẳng biết gì. Lộ Tấn ôm Thắng Nam, dưới ánh đèn vàng mờ ảo đang ngủ say. Thắng Nam giải thích cho Lộ Trinh trước mặt anh, Thắng Nam đảm bảo với anh sau này sẽ không để ý tới Lộ Trinh nữa. Từng hồi ức xuất hiện, Lộ Tấn lặng lẽ rơi nước mắt, rõ ràng đây là cuộc cạnh tranh giữa anh em họ, sao lại phải kéo theo Thắng Nam. Khi hôm sau Thắng Nam tỉnh lại, phát hiện mẹ chồng tương lai đang ngồi cạnh đợi cô, nói cô vừa yêu đương với con trai mình, vừa không rõ ràng với Lộ Trinh, cũng không nghe lời giải thích của Thắng Nam, đưa cô tờ séc bảo cô rời khỏi đây. Thắng Nam không liên lạc được với Lộ Tấn, đi tới công ty tìm anh cũng không thấy. Im lặng như không quen biết như thế khiến cô rất lo lắng. Lộ Trinh cổ vũ cô đích thân đi hỏi xem, dù là làm lành hay chia tay, ít nhất phải có đáp án chính xác, còn tốt hơn chiến tranh lạnh như giờ. Lộ Trinh mưu mô thấy anh đi ra, cố ý làm Thắng Nam ngã, ôm cô vào trong lòng. Giờ Thắng Nam có muốn giải thích cũng không giải thích rõ được. Thấy Lộ Tấn rời đi, Lộ Trinh ở đằng sau cũng rất đắc ý. Thực ra anh ta làm nhiều như vậy chỉ vì ngày hôm nay. Hôm nay là ngày Lộ Tấn thu mua tập đoàn Minh Đình. Ngay khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, Lộ Trinh lại cười nham hiểm. Thì ra anh ta vẫn luôn lợi dụng Thắng Nam để kiềm chế anh trai, khiến anh ấy mất tập trung vào những việc khác, chính là để ngấm ngầm làm việc khác, lén lút chuyển nhượng tài sản của Minh Đình. Lúc này anh ta cười rất điên cuồng, Lộ Tấn nói với anh ta sự thật tàn khốc, anh ấy đã hiểu rõ từ lâu rồi, bắt đầu phản kích từ lâu. Thì ra vào đêm Thắng Nam ngủ say, anh mở khóa điện thoại của Thắng Nam, ở trong điện thoại, anh thấy anh ta luôn lợi dụng lòng tốt của Thắng Nam để giở thủ đoạn. Vì vậy anh đã có phòng bị từ lâu. Nói xong, Lộ Tấn ném cho anh ta cái kẹo rồi rời đi. Lúc này Thắng Nam đang ở nhà trút giận lên Lộ Quy Mao, mở cửa thấy Lộ Tấn, cô tức không thèm để ý, diễn kịch cũng không thèm nói với cô.
thực sự là khiến cô cảm thấy buồn. Lộ Tấn ôm chặt cô vào trong lòng. Đây là vòng ôm mà cô nhung nhớ từ lâu. Đây là người mà anh đã chia cách rất lâu. Anh rất nhớ Thắng Nam. Trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, Lộ Tấn chỉnh tóc cho Thắng Nam. Anh tự có cách nhẹ nhàng búi tóc, dùng thìa kẹp lại. Chiếc thìa này anh luôn mang theo bên mình. Bên trên có chữ cố rõ ràng. Khi đó, anh đã nhiều ngày không ăn gì và rất đói. Món ăn của Thắng Nam khiến anh muốn tìm hiểu thêm. Vì thế Thắng Nam hôm đó dùng thìa búi tóc, trở thành lần động lòng đầu tiên của Lộ Tấn. Trịnh Hồng đưa cho cô lựa chọn. Bà muốn con trai về Thụy Sĩ, con trai lại thích Thắng Nam, không thể cùng lúc có cả hai được. Lộ Tấn sẽ lựa chọn thế nào giữa tình yêu và mẹ? Cô biết Lộ Tấn rất yêu mẹ, vì vậy cô có thể lựa chọn lùi bước. Cô không hy vọng lúc Lộ Tấn thấy mình lại cảm thấy hổ thẹn với mẹ. Lộ Tấn sắp rời đi, Thắng Nam cũng lựa chọn rời đi một thời gian. Đi đâu cũng tốt, nơi nào cũng nhớ Lộ Tấn. Giây phút mở cửa, Lộ Tấn nói mẹ anh rất xem trọng Thắng Nam, vì vậy không cần cô lùi bước. Chân thành mời Thắng Nam tới dùng bữa. Nhà Trịnh Hồng, bà đích thân nấu cho Thắng Nam. Bà cuối cùng cũng chấp nhận người con dâu này. Trong cửa hàng bếp thích anh của Thắng Nam, Lộ Tấn và Thắng Nam vui vẻ gắn một chiếc xe màu đỏ lên bánh. Lộ Tấn đặt lên một cục bột kỳ quái. Ánh sáng rực rỡ phía trên làm cho người ta hạnh phúc. Lộ Tấn nói gả cho anh nhé, người có tình sẽ về bên nhau. Dù có chênh lệch tuổi tác, có hiểu lầm, cũng sẽ cùng nhau tôi luyện dưới tình yêu đích thực.